Thiên đạo đồ thư quán, Trương Huyền. Trương 1401, Nghề Thường Liên Y Vũ 1. Động tác thân thể thực quá khác thường, cứng rắn muốn giải thích, chỉ có thể nói là tâm ma phát tác, như vậy cũng đơn giản một chút. Nếu không, một khi nói vô niệm vô tưởng, liền liên quan tới vô hồn, càng nói càng phiền. Còn trước đó đối phương phát hiện hồn phách, chỉ cần không thừa nhận là mình, dù sao cũng không thể nào truy xét. Tâm ma. Quả nhiên, nghe được đối phương nói nữ nhân ở trên không chung ngừng lại mặc dù không còn tiếp tục công kích nhưng trong lòng không có tin tưởng lồng giam vẫn tồn tại như cũ xem ra chỉ cần đối phương nói có sai lầm sẽ lập tức ra tay vâng tại hạ là tân sinh của học viện vốn định đến tàng thư các đọc sách khảo hạch kinh hồng sư vừa tới nơi này liền lòng sinh minh ngộ vì không để người khác quấy dày đành phải trốn ở trên cây trương huyền vội vàng giải thích minh ngộ nữ tử nhíu mày. Tu luyện giả minh ngộ, đến nhanh, đi cũng nhanh, nguyên nhân chính là như thế, học viện tạo vô số lương đình, chính là vì có thể cho thầy trò một thời gian miễn bị quấy dày. Nếu như tên này thật là đột nhiên minh ngộ, ẩn ở trên thân thân cây, miễn bị quấy dày, cũng nói qua được. Đồ vật vừa rồi trốn ở trong tàng thư các, cùng ngươi quan hệ thế nào? Đương nhiên đây cũng chỉ là có khả năng, nàng cũng không tin tưởng audio điện tử võ tấn bền. Tàng thư các đột nhiên tới ẩn thân khách không mời, tên này lại từ trên cây ngã xuống, muốn nói cả hai không liên hệ, tuyệt không có khả năng. Ta cũng không biết tiền bối nói cái gì, trước đó tại hạ suy tư chi tiết trong nghề thường liên y vũ mà đốn ngộ, mới dẫn đến suýt chút nữa tổ hỏa nhập ma, vừa mới khôi phục lại, cũng không hiểu rõ tình hình ngoại giới. Trương Huyền nói, chuyện này không thể nhận, nhất định phải đẩy không còn một mảnh mới được, nếu không khó lòng giải bày, lại không cách nào giải thích. Nghe thường liên y vũ, đây là vũ ký kinh hồng sư lục tinh mới nghiên cứu, đạt đến cấp 6, người một tân sinh, suy tư cái này. Muốn gạt ta, nữ tử nhíu mày, khẽ nói. Lòng bàn tay lần nữa lôi đỉnh oanh minh, tựa như lúc nào cũng sẽ ra tay. Kẻ trước mắt này, chừng 20 tuổi, mới vừa nói mình là tân sinh, giờ phút này lại nói suy tư vũ ký cấp 6, không cho nàng nghi hoặc mới lạ thấy nói ra vũ khí này, lực hấp dẫn của đối phương quả nhiên tập trung tới, Trương Huyền thở phào nhẹ nhóm, cổ tay khẽ đảo, một huy chương xuất hiện ở trước mắt. Tại hạ là luyện khí sư Lục Tinh, suy tư kinh hồng vũ khí cấp 6, cũng không tính là gì chứ. Luyện khí sư Lục Tinh. Nhìn thấy 6 ngôi sao lấp lánh trên huy chương, nữ tử cao mày. Huy chương của luyện khí sư, không có khả năng làm giả, nói cách khác, đối phương thật sự là luyện khí sư Lục Tinh. Luyện khí sư là chức nghiệp thượng cửu lưu, ngay cả cái này cũng có thể đạt tới, nghiên cứu vũ khí cấp 6, quả thực không tính là gì. Đúng, nghề Thường Liên Y Vũ là vũ khí tương đối cường đại trong cấp 6, nếu như thi triển được, ngay cả cường giả thánh cảnh cũng có thể mê hoặc, để hắn rơi vào trong đó, không cách nào tự kiềm chế, trải qua quan sát của ta, mặc dù chiêu này mạnh mẽ, nhưng cũng có mấy chỗ thiếu sót, cần sửa lại. Thấy lực chú ý của đối phương tập trung tới, Trương Huyền mỉm cười, tiếp tục mở miệng. Thứ nhất, nghề thường liên y vũ, tên như ý nghĩa, cần trang phục lộng lẫy mới có thể phát huy ra hiệu quả lớn nhất. Có điều, một khi gặp phải nguy hiểm, chiến đấu sắp đến, đối thủ làm sao có thể để ngươi thay quần áo. Đây là khuyết điểm lớn nhất. Thứ hai, mặc dù bộ vũ khí này kinh diễm, nhưng cũng không đạt tới tình trạng làm cho không người nào có thể phòng ngự, nhất là thời điểm khiêu động, hồn phách chạy nhanh, tiêu hao rất nhiều, rất dễ dàng để cho người ta cảm thấy mệt mỏi giết địch 1 ngàn, tự tổn 800, đây là thiếu sót thứ hai. Đây là thứ ba, thứ tư, thứ 17. Thanh âm của Trương Huyền như súng máy, không cho đối phương cơ hội chen vào nói, một hơi nói ra 17 điểm thiếu hụt của nghe thường liên y vũ. Bộ vũ ký này, ở tàng thư các siêu tập rất nhiều, có giới thiệu kỹ càng, hắn đảo qua một cái, biết nội dung, lúc này lật ra tìm đến thiếu sót, cực kỳ đơn giản. Không cho đối phương truy cứu sự tình vu hồn, là muốn chiếm cứ chủ động trong lời nói. Nghe thường liên y vũ là vũ kỹ kinh hồng sư lục tinh thường dùng nhất, nói thẳng ra thiếu hụt, để nàng cực kỳ rung động, hiện tại xem ra, quả nhiên hiệu quả đạt đến dự đoán. Nhiều thiếu hụt như vậy, là ngươi nhìn ra được. Nữ tử có chút không dám tin tưởng. Bộ vũ kỹ này, nàng cũng thường xuyên sử dụng, nhưng không phát hiện nhiều vấn đề như vậy, thanh niên trước mắt này, một hơi nói ra, nói không khiếp sợ là giả thân là kinh hồng sư lục tinh, giảng kỹ ra, hơi chút cân nhắc, lập tức rõ ràng, đối phương nói không có một câu nói dối, tất cả đều là thật. Nói cách khác, nghề thường liên y vũ, quả thực có nhiều thiếu hụt như vậy, không có sai lầm chút nào. Ngay cả nàng cũng nhìn không ra, đối phương lại nhìn ra. Đây là cái nhãn lực gì? Chẳng lẽ tên này thật đến khảo hạch kinh hồng sư? Đúng vậy. Trương Huyền gật đầu. Có phương pháp giải quyết hay không? thấy hắn tự tin như thế, nữ tử nhịn không được hỏi. Trước khi đốn ngộ, quả thực không có cách nào, có điều, giờ phút này lý giải kinh hồng chức nghiệp càng nhiều, đã có thể giải quyết một chút. Trường 1402, Nghề Thường Liên Y Vũ 2 Trương Huyền nhẹ gật đầu. Mới vừa rồi nói thiếu sót thứ nhất, nhất định phải quần áo lộng lẫy, kỳ thật, đó là chỗ nhầm lẫn, vũ ký này nặng ở liên y, mà không phải nghe thường. Liên y nhân, như gợn sóng, để cho người ta đắm chìm trong đó, không phải trang phục lộng lẫy, mà là liên y sao động bay lên, tựa như ta hiện tại, quần áo bình thường, nhưng mà nếu như ta thi triển vũ kỹ kia, vẫn có lực công kích không kém. Nói xong giờ bàn tay lên, ở trước mặt nhẹ nhàng vạch một cái. Ông, chân khí ở ngoài thân thể hắn sao động, dập dần ra từng tầng từng tầng liên y, tựa như tảng đá ném vào ao nước, gợn sóng lượn lờ, ý vị nảy sinh. Nữ tử nhìn về phía trước, Thanh niên trước mắt, mặc dù quần áo bình thường, nhưng ở dưới gợn sóng phụ trợ, tựa như vũ thần thân mang trang phục lộng lẫy, xâm nhập linh hồn, cho người ta một loại hưởng thụ cùng cảm giác đẹp đẽ khác nhau. Thật giống như lần này, không chỉ thay đổi khí chất, còn thay đổi quần áo, từ thân ảnh bẩn thỉu vừa rồi biến thành vương tử nào đó tham gia tiệc tối. Để cho người ta kìm lòng không được rơi vào, khó mà tự kiềm chế. Qua qua đầu, tỉnh táo lại, lúc này mới phát hiện, đối phương đã ngừng, vẫn là quần áo bình thường, không có biến hóa quá lớn. Lợi Hải chấn động trong lòng, nàng là kinh hồng sư lục tinh đỉnh phong, luôn chỉ có nàng mê hoặc người khác, đối phương ngay cả y phục cũng không có đổi, liền để nàng có chút thất thố, chỉ sợ người trước mắt, lý giải vũ kỹ đã vượt qua nàng, đạt đến cảnh giới càng cao thâm hơn. Thiếu sót thứ hai, giết địch một ngàn, tự tổn tám trăm, nếu như hồn lực dựa theo phương pháp ta nói vận chuyển, là có thể tránh khỏi thấy đối phương lộ ra khiếp sợ, Trương Huyền biết đối phương đã tin tưởng thân phận của mình, thở phào nhẹ nhõm, cười một tiếng, tiếp tục mở miệng. Nghe thường liên y vũ thiếu hụt, nhờ vào lý giải hiện tại của hắn đối với kinh hồng sư, nghĩ biện pháp giải quyết cũng không khó. Bộ vũ kỹ này, linh hồn tiêu hao rất lớn, đả thương người, đồng thời cũng tổn thương mình, nhưng nếu như dùng phương pháp của hắn, mức độ tổn thương mình sẽ hạ thấp không ít, thậm chí chỉ cần tốn hao một phần ba trước kia liền có thể phát huy ra uy lực càng cường đại hơn. Cái này, cái này. Nghe được phương pháp, cẩn thận phỏng đoán, càng nghĩ nữ tử càng khiếp sợ, cặp mắt trừng tròn xoe, không thể tin được. Lấy nàng hiểu biết, lại thêm vừa mới thí nghiệm, đối phương nói là một điểm cũng không sai. Nói cách khác, người trước mắt không chỉ sửa đổi nghe thường liên y vũ, còn để nó càng thêm cường đại, tiêu hao càng ít. Còn thiếu sót thứ ba, đang khiếp sợ, liền nghe đối phương tiếp tục nói. Cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ năm. Vừa rồi nói 17 cái thiếu sót, hắn đều dùng phương pháp đặc thù giải quyết. Nếu như sửa chữa, một lần nữa sửa sang lại thành sách. Uy lực của nghe thường liên y vũ sẽ gia tăng gấp đôi, ta thi triển ra, đừng nói thánh giả nhất trọng, coi như nhị trọng, chỉ sợ cũng sẽ trầm mê trong đó, bị quản chế. Ít hầu phát khô, toàn thân nữ tử cứng ngắc. Lấy nhãn lực của nàng, tự nhiên có thể nhìn ra sửa chữa sau nghe thường liên y vũ chân quý cùng đáng sợ. Tùy tiện nhìn thoáng qua, nói ra 17 chỗ thiếu hụt, hơn nữa còn có thể sửa chữa. Thanh niên trước mắt này, tuổi không lớn lắm, nhưng lý giải kinh hồng sư, liền xem như nàng, chỉ sợ cũng theo không kịp. Được rồi, đây là lý giải của ta với nghe thường liên y vũ, hy vọng hữu dụng với ngươi, nếu như còn có không hiểu, có thể hỏi thăm ta, ta có thể trả lời, nhất định sẽ không giấu giếm. Trương Huyền mỉm cười nhìn qua. Hắn cũng là bị bức bất đắc dĩ, hiện học hiện dùng. Nếu không, đối phương đường đường cường giả thánh cảnh, một khi động thủ, 10 cái hắn cũng không phải đối thủ. Ta vừa vặn có chút vấn đề, là liên quan tới phiêu hương vũ kỹ, mỗi lần tu luyện, đều sẽ cảm giác trái tim một ngạt, không biết hóa giải như thế nào. Nữ tử trần chờ một chút, mở miệng nói. Nàng đích xác có nghi vấn khó xử lý trên việc tu luyện, hoang mang thật lâu, một mực không được giải quyết, ra hỏa trước mắt ngay cả nghe thường liên y vũ cũng có thể sửa đổi, có phải cũng có thể giúp nàng giải quyết hay không? Phiêu hương vũ kỹ, người nói là ba ngàn năm trước, kinh hồng sư lục tinh đỉnh phong túy linh lung sáng lập ra kia. Trương huyền nhìn qua, đúng vậy, nữ tử gật đầu, cái này thì triển ra, không chỉ để cho linh hồn người ta rung động, thậm chí còn có thể phiêu hương mười dặm, để chim tước, ong mật vì đó cùng múa, là vũ kỹ cấp 6 đỉnh phong nhất, cực kỳ cường đại ngươi thi triển một ngạt nếu như ta không nhìn lầm trương huyền nhíu mày dừng lại một chút lập tức nhìn qua ngươi chưa yêu ai ta không có nữ tử lắc đầu nàng một đời say mê kinh hồng loại chưa tu luyện chính là tu luyện chưa hề có nam tử lọt vào mắt tự nhiên chưa yêu ai vậy được rồi túy linh lung sáng chế phiêu hương vũ kỹ chính là thời điểm xuân ý ngây thơ định cùng người yêu chọn đời tư thủ bạch đầu giai lão Vũ kỹ này thoạt nhìn chỉ có mấy động tác đơn giản, trên thực tế đắm chìm huyễn tưởng cùng chờ mong tốt đẹp của nàng đối với cuộc sống sau này. Người chưa yêu ai, tự nhiên không hiểu loại ước mơ này thi triển ra, tâm cảnh không cách nào dung hợp, chẳng những không có hiệu quả, cưỡng ép thi triển chỉ sợ còn sẽ bị cắn trả. Trương Huyền giải thích một câu: như vậy đi, ta sửa pháp quyết tu luyện bộ vũ kỹ này, loại bỏ tai họa ngầm kia. Nếu như ngươi muốn học, Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng nhìn qua. Ta có thể dạy ngươi. chương 1403, kẻ nghèo hèn một. Dạy ta. Ánh mắt nữ tử sáng lên. Phiêu hương vũ kỹ là tuyệt chiêu mạnh nhất hiện nay nàng tu luyện, vẫn luôn không cách nào luyện thành, nếu quả thật có thể cải chính, để nàng luyện thành, thực lực tuyệt đối sẽ gia tăng thật lớn. Không sai, bộ vũ kỹ này, ở chỗ tâm cảnh, mặc dù ngươi không có tình yêu cuồng nhiệt, nhưng có triển vọng tu luyện, tình nguyện tịch mịch im lặng, chỉ cần loại tâm cảnh này phát huy ra, uy lực cũng rất kinh người. Trương Huyền suy tư một chút nói. Mong chỉ giáo, nữ tử ôm quyền không người. Thông qua vừa rồi trò chuyện, đã biết đối phương lý giải đối với kinh hồng sư vượt xa nàng. Đạt giả vi sư, dù nàng là cường giả thánh cảnh, nhưng gặp người có thể giúp mình giải thích nghi hoặc, cũng sẽ thành khẩn thỉnh giáo, sẽ không cảm thấy nhận lấy vũ nhục. Ân, thấy thái độ của đối phương, Trương Huyền âm thầm gật đầu. Đối phương là danh sư không ngừng học hỏi, hoàn toàn có thể dùng học thức để nàng bội phục, nếu là hạng người lỗ mãng bất chấp hậu quả, liền không có biện pháp. Suy tư một chút, dựa theo tâm cảnh của đối phương, cẩn thận cân nhắc chỉ chốc lát, lúc này mới nói ra phiêu hương vũ kỹ sau khi sửa chữa. Nghe xong hắn nói, nữ tử cân nhắc một phen, càng cân nhắc càng kinh ngạc, biết hoàn toàn phù hợp nàng mà sáng chế, lần nữa nhìn về phía đối phương tràn đầy khâm phục. Là ta lỗ mãng vội vàng hóa giải lồng giam chân khí xung quanh Trương Huyền, nữ tử ôm quyền tạ lỗi. Trước đó, nếu như hoài nghi người này bất lợi với kinh hồng Việt, muốn trộm vật gì ở tàng thư các, mà bây giờ, loại ý nghĩ kia một điểm cũng không có. Thư tịch trong tàng thư các, hữu dụng với học viên cùng lão sư của học viện, nhưng đối với nàng đã không có hiệu quả. Đối với nàng tác dụng cũng không lớn, vị trước mắt này, lý giải kinh hồng sư còn sâu hơn nàng, làm sao có thể ngấp nghé xem ra gia hỏa có thể ẩn thân kia, cùng vị này không có bất cứ quan hệ nào, mà là bản thân quá nhạy cảm. Không biết, vị danh sư này xưng hô như thế nào. Nghĩ thông suốt điểm ấy, thái độ của nữ tử hiền lành hơn rất nhiều, mang theo nghi ngờ hỏi. Tiền bối khách khí, tại hạ Trương Huyền, là tân sinh mới vừa vào trường học. Trương Huyền vội nói. Trương Huyền, ngươi chính là Trương Huyền. Sửng sốt một chút, ngay sau đó con mắt của nữ tử trợn tròn, Người biết tên của ta. Trương Huyền nhìn qua. Đương nhiên biết, để mi viện trưởng chủ động đuổi theo thu làm học sinh, triệu viện trưởng cam tâm thay sư thu đồ. Hai chuyện này, tất cả lão sư đều lưu truyền, nếu như ta lại không biết, thật sự là hoàn toàn tách biệt với thế gian A. Nữ tử cười khổ. Vị tân sinh này, vừa đến liền lập nhiều ghi chép như vậy, ở trong học sinh bình thường lưu truyền không nhiều, nhưng ở trong lão sư đã sắp vỡ tổ. Có thể nói, danh sư học viện, từ khi sáng lập nhiều năm như vậy, còn chưa hề xuất hiện qua, để hai đại viện trưởng cam lòng kết giao, lại bị đối phương thản nhiên cự tuyệt. Ta còn tưởng rằng, Trương sư chỉ có trình độ cao thâm ở thuần thú cùng luyện khí, không nghĩ tới đối với kinh hồng cũng có lý giải như thế. Cảm khái một câu, nữ tử tràn đầy bội phục nhìn qua. Nàng nghe qua bối cảnh của Trương Huyền này, nghe nói sau lưng có một lão sư có thể chỉ điểm mạc đường chủ. Nhân vật như vậy, Sao có thể làm ra chuyện bất lợi với Kinh Hồng viện? Thật là trách lầm hắn. Tiền bối khách khí, Kinh Hồng chức nghiệp bác đại tinh thâm, ta cũng chỉ là học tập gia lông mà thôi." Trương Huyền vội nói. Mỗi một chức nghiệp có thể truyền thừa xuống đều có mị lực đặc hữu, mặc dù hắn hiểu Kinh Hồng sư không ít, nhưng đối với toàn bộ chức nghiệp, cũng chỉ là chín châu mất một sợi lông, do đó nói như vậy cũng không tính là quá mức khiêm tốn. Trẻ tuổi liền có loại kiến thức này, nhưng không kiêu ngạo khó trách có thể có thành tựu như thế. Nữ tử gật đầu, ta gọi vệ nhiễm tuyết, là trưởng lão học viện, người ở trên chức nghiệp kinh hồng hơn xa ta, xưng hô tiền bối, ta thực không dám nhận, trực tiếp gọi tiểu vệ là được, chỉ sợ sau này ta còn sẽ có không ít nan để thỉnh giáo ngươi. Đối phương chỉ điểm giúp nàng, coi như có tình nghĩa bán sư. Coi như nàng tuổi tác lớn, tu vi cao cũng không dám tự xưng tiền bối. Cũng tốt, thấy đối phương nghiêm túc, Trương Huyền chỉ nhẹ gật đầu. Danh sưng như thế này không tính là gì. Thật giống như là thất thất cùng hắn tuổi tương đương, cẩn thận nói đến, còn lớn hơn hắn một chút, nhưng vẫn xưng hô lão sư. Đây là một loại lễ tiết trong danh sư, cũng là khát vọng cùng công nhận của danh sư đối với tri thức. Trương sư trước đó nói, muốn tới đây khảo hạch kinh hồng sư, chẳng lẽ người còn không có huy chương? Nhớ tới một việc, vệ nhiễm tuyết nghi ngờ nhìn qua ta một mực đi theo sư phụ học tập, chưa hề khảo hạch qua đẳng cấp." Trương Huyền nói, "Không có khảo hạch qua đẳng cấp, cái này đơn giản, Kinh Hồng sư không phải những chức nghiệp thường cửu lưu kia, nhất định phải tiến hành đủ loại khảo hạch mới có thể ban bố, Người lý giải Kinh Hồng như vậy, so với ta còn cao hơn, là ta tự mình nghiệm chứng, không cách nào làm bộ." "Như vậy đi, hiện tại ta liền đi xin huy chương Kinh Hồng sư lục tinh, sau đó đưa cho ngươi." Vệ Nhiễm Tuyết cười cười, chức nghiệp thượng cửu lưu, khảo hạch cực kỳ xâm nghiêm, cần đủ loại khảo hạch, thậm chí đối với tu vi cũng có yêu cầu nghiêm khắc. Mặc dù Kinh Hồng Sư là một trong thập đại chức nghiệp của danh sư học viện, lại là hạ cửu lưu, không có yêu cầu nghiêm khắc như thế, bản thân xét duyệt qua Kinh Hồng Sư lục tinh đỉnh phong, hoàn toàn có thể giúp một tay. Không cần tốn hao quá nhiều công phu. Vậy thì đa tạ rồi. Không nghĩ tới đối phương muốn chủ động giúp mình xin phép, ánh mắt Trương Huyền sáng lên, vội vàng ôm quyền một khi xin thành công, chẳng khác nào có hai loại chức nghiệp phụ trợ lục tinh, cách khảo hạch danh sư lục tinh, cũng chỉ kém bốn loại. Khách khí chương 1404, kẻ nghèo hèn hai Vệ nhiễm tuyết gật đầu, cười mời. Nếu như trương sư không chê, có thể đi kinh hồng đường một lần, để ta thuận tiện học tập một chút hay không? Tại hạ như vậy, vừa mới đốn ngộ lại thêm tẩu hỏa nhập ma, không tiện quấy dày. Cúi đầu nhìn thoáng qua toàn thân bùn đất, Trương Huyền nói. Vừa rồi thân thể một mực gặp trở ngại, lại thêm linh hồn bị đối phương công kích, từ trong tới ngoài, đều bị thương không nhẹ, việc cấp bách là trở về điều dưỡng. Là ta lỗ máng, lúc này mới nhớ tới đối phương vừa mới tẩu hỏa nhập ma, vệ nhiễm tuyết có chút xấu hổ. Cáo từ, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, lại không để ý tới cái khác, xoay người đi ra ngoài. Kinh hồng Việt Nam học viên vốn ít, hiện tại đã qua giữa trưa, đi ở trong đó, khó tránh khỏi gây nên không ít chú ý, có điều hiện tại cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Một đường nhanh chóng tiến lên, rốt cục trở lại khu tinh anh. Lão sư, người bị thương. Vừa đi vào phòng, lạc thất thất liền tiến lên đón, nhìn thấy dáng vẻ hắn chật vật, liền giật nảy mình. Không có việc gì, ta trước nghỉ ngơi một chút. Không để ý tới giải thích, Trương Huyền đẩy cửa phòng của mình đi vào. Thân thể tổn thương, không có gì trở ngại, thiên đạo chân khí chảy xuôi, rất nhanh liền có thể khôi phục, chủ yếu nhất là linh hồn. Cường giả thánh cảnh liên tục công kích, để hắn có loại cảm giác xé rách, nếu không phải hồn thể mạnh mẽ, có khả năng đã duy trì không được, tại chỗ hỏng mất. Hô! Vu hồn xuất hiện trong phòng, nhẹ nhàng vô một cái, một viên linh thạch thượng phẩm xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Thiên đạo vu hồn! Không dám do dự, Trương Huyền lập tức vận chuyển công pháp tu luyện vu hồn, trong nháy mắt, vô số linh khí tinh thuần, từ trong linh thạch thượng phẩm cuồn cuộn chảy vào toàn thân, tu bổ địa phương bị thương. Thương thế trên hồn phách, khó khôi phục hơn thân thể rất nhiều, cho dù nắm giữ thiên đạo công pháp, cùng linh thạch thượng phẩm, vẫn hao tốn không ít thời gian. Chọn vẹn hao tốn hai canh giờ, lúc này mới khiến hồn thể giống như trước, ông ánh sáng long lanh, tràn đầy lực lượng. Xem ra sau này coi như muốn nhìn sách, cũng phải cẩn thận. Hồn thể quay về, suy tư chuyện ngày hôm nay. Trương Huyền tràn đầy bất đắc dĩ. Trước đó còn mặc sức tưởng tượng 10 ngày xem hết thư tịch của danh sư học viện, sau đó rời đi, bây giờ nghĩ lại vẫn còn có chút quá ngây thơ. Học viện Tàng Thư Các có rất nhiều giới hạn, khẳng định không phải dễ dàng ra vào như vậy, cho dù là vu hồn. Hôm nay vận khí tốt, học tập chức nghiệp kinh hồng sư, mới thuyết phục được đối phương, nếu như không có học tập, hoặc đối phương không mắc bẫy, chỉ sợ sẽ rất phiền toái. Tiếp tục tu luyện vô hồn tăng lên một phần liền tốt một phần. Từ tàng thư các của kinh hồng học viện, sửa sang lại hai bộ công pháp thiên đạo vu hồn, hiện tại hồn lực khôi phục, cũng phải tu luyện. Chỉ có thực lực hồn phách mạnh, đọc sách mới có thể càng thêm dễ dàng, không bị phát hiện. Hô! Phân thân phóng ra, tinh thần khẽ động, truyền tới hai bộ bí tịch rút gọn. Lực lượng phân thân đến từ hồn phách, không có công pháp, một mực vây ở hợp linh cảnh, rất lâu không có tấn cấp. Bí tịch tới tay, vừa vặn cùng một chỗ tu luyện. Vu hồn đồng thời ly thể, từng người nắm một viên linh thạch thượng phẩm, Trương Huyền cùng phân thân dựa theo pháp quyết tu luyện mới vừa lấy được, vận chuyển lực lượng. Linh lực tinh thuần chạy toàn thân, khí tức hồn phách như giang hà hội tụ, càng ngày càng mạnh, cũng càng lúc càng nồng nặc. Không biết qua bao lâu, âm âm, hồn phách lay động, cả hai đồng thời đột phá, đạt đến kiều thiên cảnh. Tiếp tục hấp thu, kiều thiên cảnh sơ kỳ. Kiều Thiên Cảnh Trung Kỳ, Kiều Thiên Cảnh Hậu Kỳ. Sau nửa canh giờ, bản tôn cùng phân thân liền cùng lúc đạt đến Kiều Thiên Cảnh Đỉnh Phong. Mặc dù phân thân tu luyện là thiên đạo công pháp bản rút gọn, nhưng bởi vì được cửu thiên liên thai tẩm bổ, tốc độ tu luyện đã tương xứng bản tôn. Tạch tạch, đang muốn tiếp tục xung kích cảnh giới cao hơn, một tiếng vang giòn, linh thạch thượng phẩm trong tay vỡ vụn, biến thành bột phấn. Bản tôn cùng phân thân đều là hồn thể cao 10 mét, cần rất nhiều linh khí, một viên linh thạch thượng phẩm chỉ miễn cưỡng đủ mà thôi. Tiếp tục, ánh mắt ngưng trọng, một Kiều Thiên cảnh liền tiêu hao một viên linh thạch thượng phẩm, cấp bậc quy nhất cảnh cao hơn, chỉ sợ cần càng nhiều. Thở ra một hơi, lấy ra 8 viên linh thạch còn lại, cùng phân thân mỗi người 4 viên. Bắt đầu, vu hồn xuất thể, tiếp tục tu luyện. Đột phá quy nhất cảnh, tiêu hao một viên linh thạch thượng phẩm. Đạt tới quy nhất cảnh trung kỳ. Tiêu Hao một viên. Rất nhanh, bốn viên linh thạch thượng phẩm, toàn bộ sử dụng hết, thực lực đứng ở quy nhất cảnh hậu kỳ, ngay cả đỉnh phong cũng không có đạt tới. Cái này Tiêu Hao cũng quá lớn đi. Cúi đầu nhìn xem bột phấn còn lại, thấy thật vất vả lấy được 10 viên linh thạch thượng phẩm, toàn bộ Tiêu Hao sạch, mới vừa tiến vào quy nhất cảnh hậu kỳ, vẻ mặt Trương Huyền u hoán. Mới quy nhất cảnh, liền Tiêu Hao lớn như thế, nương theo cấp bậc càng ngày càng cao, đằng sau khẳng định cần càng nhiều nên làm cái gì? Vốn cho rằng, có người viên linh thạch thượng phẩm, đã thành phú ông, ai ngờ. Thời gian nháy mắt lần nữa biến thành kẻ nghèo hèn. chương 1405, Hồ Yêu Yêu mời một. Nhất nguyên trọng thủy, 10 viên linh thạch thượng phẩm mới có thể mua một bình, ta cần 10 bình, nói cách khác, cần 100 viên linh thạch thượng phẩm. Linh hồn từ kiều thiên cảnh đỉnh phong tu luyện tới quy nhất cảnh hậu kỳ, liền tiêu hao 4 viên, tu luyện tới đỉnh phong, chỉ sợ hai viên chưa hẳn đủ, phía sau đạp hư cảnh, tầm phong cảnh, bán thánh. Muốn càng nhiều, không có một trăm viên, cũng khó có thể làm được. Càng nghĩ càng đau đầu. Xem ra nguyện vọng 10 ngày liền sung kích thánh giả, là không thể nào thực hiện. Không nói cái khác, chỉ linh thạch liền không đủ dùng. Phải nghĩ biện pháp kiếm tiền. Hắn xoa xoa mi tâm, miệng ăn núi lở khẳng định không được. Nhưng mấy trăm viên linh thạch thượng phẩm, cũng không phải số lượng nhỏ, xem như hắn cũng nghĩ không ra phương pháp. Trước xem tình huống tu vi tăng trưởng A. Biết giờ phút này không phải thời điểm xoắn suýt chuyện kia, cúi đầu xem xét thực lực. Hồn phách đạt tới quy nhất cảnh hậu kỳ, lực lượng lần nữa tăng vọt, trực tiếp từ 320 vạn đỉnh, vượt qua hai cấp bậc, đạt tới 1.000 vạn đỉnh. Nếu như phối hợp thân thể, chân khí từng người 800 vạn đỉnh, đã có thể phát huy 2.600 vạn đỉnh, có thể so với tầm phong cảnh sơ kỳ sao tầm phong cảnh, sơ kỳ 25 triệu đỉnh, trung kỳ 28 triệu đỉnh, hậu kỳ 31 triệu đỉnh, đỉnh phong 34 triệu đỉnh. Không thể không nói, tiến bộ lớn có thể nói kinh khủng. Quay đầu nhìn về phía phân thân cách đó không xa, tên này giống như hắn, cũng đạt tới quy nhất cảnh hậu kỳ liền ngừng lại. Có muốn so một chút hay không? Thấy hắn nhìn đến, hai mắt phân thân tỏa ánh sáng, kích động nói. Ây, thôi được rồi. Hắn xấu hổ lắc đầu mặc dù phân thân tu vi chủ yếu đến từ vu hồn nhưng thân thể tên này thực quá cường đại như có xu thế hồn lực càng mạnh năng lực càng mạnh hiện tại hắn tiến bộ rất nhiều phối hợp thân thể có thể nhẹ nhõm vượt cấp chiến đấu nhưng so với tên này còn kém một đoạn rất lớn nói cách khác thật so với đối phương khẳng định sẽ bị ngược đái bản tôn đánh không lại phân thân vốn đã rất mất mặt liên tục tìm tai vạ hắn cũng không có đam mê này lần nữa thu phân thân vào chữ vật giới chỉ, đẩy cửa ra khỏi phòng. Lạc thất thất tiến lên đón. Lúc này Trương Huyền đã đổi quần áo sạch, hồn lực tấn cấp, ánh mắt mượt mà, khí tức càng thêm nội liếm, cho người ta một loại cảm giác cao thâm khó lường. Lão sư, vừa rồi hồ yêu yêu học trưởng, phái người truyền tin tới, nói muốn mời người đi tham gia tiệc tối. Mang theo nghi ngờ nhìn đến, lạc thất thất có chút kỳ quái. Tối hôm qua lão sư nói muốn đi tìm hồ yêu yêu tìm hiểu tung tích của ngô dương tử tiền bối, kết quả buổi chiều bị thương quay về. Vốn cho rằng là cùng vị niên trưởng này náo loạn mâu thuẫn, nhìn thấy đối phương đưa tới thiệp mời mới biết, hẳn là không phải. Hôm qua lão sư cùng hồ yêu yêu, căn bản không có gặp nhau. Như vậy cả đêm đi làm gì? Là ai đã thương hắn? Tiệc tối, tiệc tối gì? Trương Huyền sướng sờ. Chẳng lẽ hồ yêu yêu đã chuẩn bị kỹ càng hạ thủ với mình? Ngươi nhìn, lạc thất thất đưa tới một thiệp mời. Trương Huyền mở ra, phía trên thiệp mời Hàn Huyên vài câu, ý tứ rất đơn giản, hôm qua gặp hai người, cảm thấy mới quen đã thân, hôm nay cố ý mời đi tham gia tiệc tối, hy vọng không nên từ chối. Địa chỉ, Kinh Hồng Học Viện Vân Tước Cư. Vân Tước Cư, Trương Huyền nhìn qua, đây là chỗ ở tư nhân của Hồ Yêu Yêu Học Trường, ngay ở trong Kinh Hồng Viện. Lạc thất thất giải thích một chút, sợ lão sư không hiểu, nói tiếp. Khu tinh anh, chia làm giáp, ất, bính, đinh, đối ứng 4 niên cấp 1, 2, 3, 4, học viên ưu tú năm thứ 5, đều không ở nơi này. Mà ở chức nghiệp phụ tu đệ nhất, đối ứng trong học viện. Học viện vì chú trọng, vì bọn hắn xây dựng biệt viện đặc thù, còn tốt hơn khu tinh anh. Trương Huyền gật đầu. Trước đó thời điểm đến khu tinh anh, đám người Hoàng Hưng liền nói với hắn. Nơi này chỉ có bốn khu vực, hắn ở đinh khu. Lão sư, hôm qua đối phương không có đáp ứng, hôm nay lại đột nhiên mời, ta sợ không có lòng tốt. Cũng cảm giác được không đúng, lạc thất thất có chút nhíu mày. Là không có lòng tốt, nhưng không đi, người có biện pháp khác biết được vị trí chỗ ở cũ của ngô dương từ sao. Trương Huyền nhìn qua, lạc thất thất cười khổ lắc đầu. Nếu có những biện pháp khác, đã sớm động thủ, cũng không bị động như hiện tại. Đã vậy, xoắn suýt nhiều như vậy làm gì nàng đã mời tiệc tối vậy liền trải qua nhìn một chút trương huyền nói hôm qua đi tìm hiểu tin tức kết quả bởi vì cởi quần áo không tiện quan sát mà bị ép từ bỏ hôm nay đã mời đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội mời mình cùng lạc thất thất tham gia tiệc tối cũng không thể cởi quần áo ở trước mặt hai người a chỉ cần không như vậy liền có biện pháp để nàng ngoan ngoãn nói ra tin tức nàng biết hiện tại một nghèo hai trắng tìm được bảo tàng của Ngô Dương Tử, có lẽ liền có thể thay đổi cục diện, không đến mức thê thảm như vậy. Hiện tại liền xuất phát sao? Trường 1406, Hồ Yêu Yêu 12 Thấy lão sư đáp ứng muốn đi, lạc thất thất không còn xoắn suýt nữa, hỏi. Hiện tại, Trương Huyền nhìn ra ngoài, lúc này mới nhớ tới thời điểm từ Kinh Hồng Viện trở về, cũng đã là xế chiều, lại thêm chữa thương, tu luyện, chơi đùa hai ba canh giờ, bên ngoài đã đen như mực lên đường đi tiệc tối quy định thời gian nhìn thời gian đã không sai biệt lắm không có gì có thể xoắn suýt đi ra biệt viện hai người đi về phía kinh hồng học viện kinh hồng học viện không có bao la như luyện khí học viện nhưng cũng chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn không lâu sau liền đến tiểu viện hôm qua hồ yêu yêu thay quần áo nguyên lai like vân tước cư chính là nơi này trương huyền nhẹ gật đầu hôm qua theo dõi hồ yêu yêu đã tới qua một lần xem như kiến trúc chung quanh cực kỳ phồn hoa quả thực rộng rãi hơn khu tinh anh nhiều nơi này vốn không phải tên như vậy truyền thuyết thời điểm hồ yêu yêu học trưởng khảo hạch kinh hồng sư lục tinh thân mang trang phục lộng lẫy nhảy một khúc nghe thường liên y vũ dẫn tới chim sơn ca quan sát không ngừng kêu to kéo dài không ngừng mới đổi tên thành vân tước cư lạc thất thất biết điển cổ của danh tự truyền âm tới trương huyền gật đầu nghe thường liên y vũ phối hợp hoa phục quả thực có năng lực kinh người, có thể nhất niệm công kích, để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị, cũng có thể để chim thú vì đó hòa ca. Chim sơn ca là một loại man thú kích thước không lớn, không có lực công kích gì, nhưng tiếng hót say đắm lòng người, dưới một khúc, có thể để cho loại vật này hòa ca, luẩn quẩn không đi, tuyệt đối là ca ngợi lớn nhất đối với vũ giả. Đúng vậy, từ khi chuyện này phát sinh, Kinh Hồng Viện cũng xác lập địa vị của Hồ Yêu Yêu học trường, không thể thay thế. Thậm chí được kinh hồng viện viện trưởng tự mình thu làm thân truyền. Lạc thất thất nói, có thể trở thành viện trưởng, tự nhiên cũng đứng hàng thập đại trường lão, nhân vật như vậy, tự mình thu đồ, đủ thấy địa vị của hồ yêu yêu. Chính vì vậy, yêu nghiệt hội mới có thể là học hội lớn của toàn bộ học viện, để vô số người theo đuổi. Hai vị là trương huyền trương sư cùng lạc thất thất lạc sư. Đang truyền âm trò chuyện, chỉ thấy vân tước cư trước mắt mở ra, nữ tử tên tâm như đi tới cung kính ôm quyền. Tâm như này, hôm qua không nhìn kỹ, hôm nay nhìn khoảng cách gần mới phát hiện, thực lực thế mà cũng không yếu. Đã đạt đến hóa phàm bát trọng, tuyệt đối được cho cao thủ nổi danh năm thứ tư. Nhân vật như vậy, ở phủ đệ của hội yêu yêu làm hạ nhân sai bảo, không hổ là yêu nghiệt hội hội trưởng, quả nhiên không đơn giản. Đúng vậy, lạc thất thất gật đầu. Yêu yêu hội trưởng đã bàn giao, chỉ cần hai vị đến, lập tức mời vào tâm như cười cười, đi đầu dẫn đường. Hai người theo ở phía sau đi vào tiểu viện. Hôm qua từ không trung bay vào, không cảm thấy viện này có bao lớn, đi bộ tiến vào bên trong, lúc này mới phát hiện là lớn gấp 7, 8 lần khu tinh anh. Trong hồ nước, không ít cá chép bơi qua bơi lại, vườn hoa bốn phía, cánh hoa nở rộ, tản mát ra hương thơm. Hơn nữa, nơi này rõ ràng cũng có tụ linh trận, linh khí nồng đậm hơn khu tinh anh rất nhiều, ở chỗ này, xem như người bình thường cũng sẽ tinh lực dồi dào, bách bệnh không sinh. Mời vào bên trong, vòng qua một hành lang, hai cầu nhỏ, đi tới một đại điện. Đèn đuốc sáng trưng, tựa như ban ngày. Không có người. Đi vào đại điện, Trương Huyền nhìn một vòng, tràn đầy nghi hoặc. Gian phòng rộng lớn, trên mặt bàn chủ khách bày đầy thịt rượu, có điều gian phòng không có một ai, hồ yêu yêu mời bọn họ tới kia cũng không hiện thân. Yêu yêu hội trưởng có một số việc phải xử lý, vừa đi ra ngoài để cho ta bàn giao hai vị ở đây chờ một chút chẳng mấy chốc sẽ trở về tâm như cười giải thích được hôm qua liền biết hồ yêu yêu này khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đối phó mình giờ phút này không xuất hiện hẳn là đã chuẩn bị xong trương huyền cũng không hỏi nhiều nhẹ nhàng cười một tiếng cùng lạc thất thất ngồi ở vị trí khách quan không thể không nói đối phương chuẩn bị vẫn rất đầy đủ trên mặt bàn hầu như đều là thịt linh thú chân quý sắc hương vị đều đủ để cho người ta khẽ ngửi, liền thèm ăn nhỏ rãi. Một bàn này, chỉ sợ cũng phải trăm linh thạch trung phẩm, không hổ là yêu nghiệt hội hội trưởng, quả nhiên có tiền. Nếu không quay đầu lại làm thịt nàng a. À. Nhìn lướt qua, biết bàn thịt rượu này có giá trị không nhỏ, Trương Huyền vuốt cằm. Hiện tại hắn một nghèo hai trắng, nhìn ai có tiền đều đỏ mắt. Nàng này ăn một bữa cơm liền mấy trăm linh thạch trung phẩm, có thể tiếp tế người nghèo như hắn một chút hay không? hai vị cứ tự nhiên chậm, ta đi xem một chút hội trường. Thấy hai người ngồi xuống, tâm như tại chén rượu bên trong đổ đầy rượu ngon, nhẹ nhàng cười một tiếng, lui ra ngoài. Lão sư, trong hồ lô của nàng bán thuốc gì? Nhìn mỹ thực trước mắt rực rỡ muôn màu, cùng đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, vẻ mặt lạc thất thất kỳ quái. Mặc kệ nàng bán thuốc gì, hôm nay khẳng định sẽ nói ra vị trí chỗ ở cũ của ngô dương tử, yên tâm đi. Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, nếu như là hôm qua, hắn còn không dám có tự tin này, thân là kinh hồng sư lục tinh, ngay cả vệ nhiễm tuyết cũng bội phục không thôi, coi như hổ yêu yêu chơi trò gì, cũng có thể nhẹ nhõm ứng đối, thậm chí dùng lực phá vạn pháp. Cùng lắm thì dùng vũ kỹ, trước tiên mê hoặc nàng lại nói. Nha! Dù có chút lo lắng, nhưng là thất thất vẫn gật đầu. Mặc dù không biết lão sư tự tin đến từ nơi đâu, nhưng đã dám nói như vậy, có lẽ đã nghĩ kỹ biện pháp chương 1407, lạc thất thất té xỉu một. Tùy tiện hàn huyên hai câu, gian phòng an tĩnh lại, trương huyền bưng chén rượu lên, minh lý chi nhãn nhúc nhích, lặng lẽ nhìn bốn phía. Một lát sau, hắn lộ ra vẻ kỳ quái. chung quanh trừ tụ linh trận, cũng không có cơ quan cùng trận pháp gì. Hồ yêu yêu không phải muốn tìm bản thân phiền phức sao? Vì cái gì không chuẩn bị ở sau? Thật chẳng lẽ cho rằng, cái gì đều không có, liền có thể làm cho mình xui xẻo. Lão sư, người nhìn bên kia, đang nghi ngờ, thanh âm của lạc thất thất vang lên. Thuận ngón tay của nàng nhìn lại, ở góc đại sảnh, bầy một giá binh khí cao hơn 2 mét, phía trên treo một lá chắn màu vàng nhạt, khí tức xa xưa, vừa nhìn liền biết là vật có niên đại rất lâu. Đoán chừng là vật phẩm trang sức. Nhìn giá binh khí, hẳn là dùng để làm đẹp, phòng khách của rất nhiều đại gia tộc đều có, dùng để hiển lộ võ lực, không tính là gì. Ta nghiên cứu qua thư tịch liên quan tới Ngô Dương Tử Lão Sư, căn cứ tư liệu lịch sử ghi chép, hắn một đời từng luyện chế 124 kiện vũ khí, vũ khí bộ dáng lá chắn 17 kiện, trong đó có một cái thanh đồng viêm nguyệt thuẫn, phía trên điêu khắc viêm nguyệt kỳ quái, tạo dáng kỳ lạ, tương tự cái trước mắt này. Lạc thất thất nhíu mày nói. Viêm nguyệt thuẫn. Trương Huyền nhìn sang. Mặc dù khoảng cách hai người xa xôi, nhưng mượn nhãn lực của bọn hắn, có thể nhẹ nhõm nhìn thấy, cách đó không xa trên tấm chắn, quả thực điêu khắc một viêm nguyệt như mặt trời chói trang, tạo dáng khác biệt lá chắn bình thường, tựa như một hình sáu cạnh không theo quy tắc, để lộ ra khí tức cổ quái. Người nói đây là thanh đồng viêm nguyệt thuẫn. Trong lòng Trương Huyền hơi động, hỏi. Ân, lạc thất thất gật đầu, đứng lên, đi đến góc đại sảnh, đến bên cạnh lá chắn, nhìn kỹ. Càng xem thần sắc càng ngưng trọng. Trương Huyền cũng nhìn qua, không thể không nói, mặc dù lá chắn này thoạt nhìn cũ kỹ, nhưng công nghệ cực kỳ phức tạp, dựa theo hắn lý giải luyện khí, thủ pháp luyện chế, quả thực rất tương tự phủ cầm luyện khí pháp. Minh Lý Chi Nhãn Hoa văn nhúc nhích, tình huống cụ thể của lá chắn lập tức xuất hiện ở trước mắt. Thật là ngô dương tử lưu lại. Trương Huyền sướng sờ, vốn cho rằng là hàng giả, không nghĩ tới lại thật. Nghe nói thanh đồng viêm Nguyệt Thuẫn là ngô dương tử lão sư, vì kỷ niệm vong thê luyện chế thành, chưa hề bán ra, vốn cho rằng đã nương theo nhà cũ của hắn biến mất không nghĩ tới xuất hiện ở đây lạc thất thất cũng xác nhận nhịn không được cảm khái còn chưa nói xong tú quyền siết chặt xem ra yêu yêu học trường nhất định biết vị trí nhà cũ thậm chí thứ này cũng có thể là từ nơi đó lấy được trương huyền gật đầu nếu như thứ này thật không có bán ra vô cùng có khả năng giấu ở nhà cũ hơn nữa hồ yêu yêu còn đi qua lấy được còn một chuôi kiếm xem xong lá chắn đang định đi về, lạc thất thất sửng sốt lần nữa. Chỉ thấy trên vách tường cách đó không xa, còn treo một thanh trường kiếm, mới vừa rồi bị giá binh khí che chắn, không trông thấy, đến lúc này mới phát hiện. Chuôi kiếm này giống như lá chắn, mang theo khí thức cổ xưa, mấy bước đi tới gần, lạc thất thất càng xem mày nhíu càng chặt, đưa tay lấy nó xuống. Làm sao vậy, chẳng lẽ chuôi kiếm này cũng là ngô dương tử luyện chế? Biết học sinh này của mình, dưới tình huống bình thường sẽ không loạn động đồ vật người khác, chủ động lấy xuống, khẳng định là phát hiện cái gì, Trương Huyền nhịn không được hỏi. Ân, nếu như ta không nhận lầm, đây là viêm nguyệt kiếm mà Ngô Dương tử tiền bối lưu cho nữ nhi của hắn, chuôi kiếm này, cũng chưa hề bán ra, nếu như trên thân kiếm cũng có hình vẽ viêm nguyệt, đã nói lên thật sự. Giải thích một câu, nắm chặt chuôi kiếm, lạc thất thất nhẹ nhàng kéo một phát. Xoạt, hàn mang bắn ra bốn phía, một đạo hàn khí kéo lấy làn da để cho toàn thân người ta trở nên băng cứng kiếm tốt trương huyền âm thầm gật đầu mặc dù chuôi kiếm này không bằng băng vũ kiếm của hắn nhưng cũng đạt tới tuyệt phẩm quả nhiên bất phàm quả nhiên có viêm nguyệt ánh mắt tập trung ở trên thân kiếm khuôn mặt lạc thất thất có vẻ mừng rỡ nhưng vẻ mừng rỡ vẫn chưa hoàn toàn nở rộ liền nghe trường kiếm kêu khẽ một tiếng ông tựa như có linh tính nhúc nhích phát ra gào thét nổi giận nguy rồi. Nghe được thanh âm này, con người của Trương Huyền co rụt lại, vội vàng đứng lên, thân thể nhoáng một cái liền đến gần, có điều mặc dù tốc độ của hắn nhanh, nhưng vẫn chậm một nhịp. Thân thể mềm mại của lạc thất thất nhoáng một cái, té ngã trên đất. Chân khí sao động, ngón tay của Trương Huyền đáp tới mạch môn của nàng, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Còn tốt, chỉ là hôn mê bình thường. Trương 1408, lạc thất thất té xỉu hai sau khi hắn đi tới, sợ hồ yêu yêu làm ra thủ đoạn gì, một mực ngồi tại nguyên chỗ, dùng bất biến ứng vạn biến, vốn cho rằng đối phương khẳng định sẽ kích hoạt trận pháp, cơ quan gì đó, nằm mơ cũng không nghĩ tới, không biết thả cái gì ở trong kiếm, để lạc thất thất hôn mê. Biết nàng không bị gì nghiêm trọng, ngón tay của Trương Huyền nhẹ nhàng đặt lên trường kiếm mấy lần, lúc này mới cầm viêm nguyệt kiếm ở trong lòng bàn tay, nhìn sang. Không có độc, mà là bị linh tính trong đó công kích, không nghĩ tới kiếm này, lại có công hiệu chấn động linh hồn pháp bảo lợi hại đều có công hiệu đặc thù thật giống như trước đó ở linh tài các nhìn thấy thanh đồng giản nắm giữ hiệu quả diệt hồn một giản đánh xuống bất kể thân thể hay linh hồn đều bị tổn thương cực lớn chuôi viêm nguyệt kiếm này thì có năng lực sao động hồn phách lạc thất thất lấy tay sờ bị linh tính trong đó công kích bất ngờ không kịp chuẩn bị mới ngất đi ra đi nhìn ra là chuyện gì bàn tay trương huyền di động đặt lạc thất thất nằm ở cách đó không xa, lúc này mới hử lạnh một tiếng. Pháp bảo vô chủ cho dù có lực công kích, cũng không quá mạnh, thật giống như trước đó, hắn để vô số bảo vật của linh tài các nhận chủ, nhưng vẫn khó có thể chống chọi ngụy trường phong. Chuôi viêm nguyệt kiếm này, mặc dù đạt đến tuyệt phẩm, linh tính bên trong là hóa phàm cửu trọng, muốn hàng phục cũng khó khăn, nhưng muốn tùy tiện chấn choáng lạc thất thất, rõ ràng làm không được chỉ sợ là hồ yêu yêu lấy thủ đoạn không muốn người biết gì đó làm ra. Đối phương mượn nhờ tâm lý hai người muốn tìm được chỗ ở cũ của ngô dương tử, cố ý dùng lá chắn thu hút, dưới tâm cảnh rung động lại tiến hành công kích, lúc này mới một lần hành động được như ý. Xem ra, nàng là muốn bản thân trúng kế, kết quả lại bị lạc thất thất phát hiện ra trước. Đã chuyên môn thiết kế, chắc chắn sẽ ở chung quanh cất giấu, lặng lẽ quan sát, nếu không, chẳng phải không có một chút hiệu quả, khó trách có thể để rất nhiều học hội của chúng ta bị thiệt lớn, trương sư quả nhiên mắt sáng như đuốc. Không có chờ quá lâu, liền nghe một cười tiếng nhàn nhạt, vang lên, cửa phòng mở ra, thân ảnh của hồ yêu yêu đi tới. Váy dài màu đỏ tím, phát họa ra dáng người sung mãn hoàn mỹ. Bất kể là quần áo hay khuôn mặt, tựa hồ đều tỉ mỉ ăn mặc qua, so với đêm qua nhìn thấy, càng thêm tươi đẹp, cũng càng thêm vũ nghị. Đường đường học viên năm thứ năm, đối phó một tân sinh, truyền đi chỉ sợ thanh danh cũng không tốt lắm đâu trương huyền nhướng mày thanh danh ta hảo tâm mời các ngươi đến dự tiệc nhưng các ngươi tùy ý cầm bảo kiếm của ta thật muốn truyền đi thanh danh bất hảo chỉ sợ là các ngươi mấy bước đi tới gần một mùi thơm nhàn nhạt truyền vào mũi hồ yêu yêu cười khanh khách nói khó trách xương hô nàng là yêu nghiệt, nhất cử nhất động tự mang ý vị giống như một con hồ ly vẩy tâm hồn người câu hồn đoạt phách có thể đoán được chỉ cần nàng ra lệnh một tiếng khẳng định có không ít danh sư học viện nguyện ý vì đó ném đầu lâu tung nhiệt huyết mắt không nháy một cái nhưng loại mị hoặc này hữu dụng với những khác người nhưng đối với trương huyền không bị ảnh hưởng chút nào lắc đầu thần sắc lạnh nhạt nhìn qua học đệ nhìn thấy đồ tốt nóng lòng không đợi được quan sát một chút cũng không có gì ngược lại là ngươi mời người đến đây nhưng cố ý giấu ở một bên vừa nhìn liền biết không có lòng tốt được rồi cũng không nói nhảm với ngươi, hôm nay sở dĩ đáp ứng đến, chính là muốn hỏi ngươi, chỗ ở cũ của ngô dương tử tiền bối ở đâu. Ân, vốn cho rằng mặc hoa phục tới, lại thêm nói mê hoặc, một kiều thiên cảnh, coi như không say mê, cũng gần như tinh thần tan giã, không nghĩ tới không những không có việc gì, còn chất vấn lại nàng, hồ yêu yêu nhíu mày một cái. Nàng không chỉ có chức nghiệp kinh hồng sư, còn có chức nghiệp ma âm sư, nói như đàn, thanh âm như hát, cả hai phối hợp, coi như hóa phạm cửu trọng cũng khó chống chọi, tên này làm sao một chút việc cũng không có. Sự tình chỗ ở cũ, chỉ cần ngươi đáp ứng điều kiện, ta tự nhiên sẽ nói. Trong lòng nghi hoặc, nhưng trên mặt nhẹ nhàng cười một tiếng, mang theo vẻ rung động lòng người. Gia nhập yêu nghiệt hội, ngoan ngoãn nghe lời ta, ta chẳng những sẽ nói vị trí ở đâu, còn sẽ đích thân mang các ngươi đi qua. Ngoan ngoãn nghe lời, Trương Huyền nhìn qua, trong mắt mang theo nghiền ngấm chỉ bằng ngươi, chỉ bằng thủ đoạn kinh hồng sư của ngươi. Trương sư có thể để cho mi viện trưởng, Triệu viện trưởng tranh nhau thu đồ, một hơi thuần phục mấy trăm con linh thú, hồn lực khẳng định rất cường đại, coi như ta dùng toàn bộ thủ đoạn cũng không cách nào làm được. Thủ đoạn kinh hồng sư, liền muốn để ngươi ngoan ngoãn nghe lời, khẳng định làm không được. Điểm ấy, ta vẫn có tự biết rõ. Hồ Yêu yêu cười khanh khách nhìn qua, môi đỏ có chút nhếch lên. Nếu như thêm vào lạc thất thất thì sao? thất thất, có ý tứ gì? Trương Huyền nhíu mày. Lạc thất thất bị linh tính của viêm nguyệt kiếm công kích, nếu như không nhanh cứu tỉnh, rất có thể thương tới căn bản, dẫn đến về sau tu luyện khó tiến bộ. Trương Sư, làm lão sư của nàng, cũng không thể không để ý học sinh A. À. Hồ Yêu Yêu cười nói. Thương tới căn bản. Trương Huyền sướng sờ. Chỉ là linh tính chấn động, để cho người ta bất tỉnh mà thôi, tu vi không cách nào tiến bộ, còn thương tới căn bản, nàng này nói hùng hồn như thế, tự tin từ đâu đến. Nghi ngờ một cái, ngay sau đó cũng là giật mình. Đối phương khẳng định là cảm thấy hắn hiểu biết linh hồn cực ít, lại thêm quan tâm sẽ bị loạn, chỉ cần nói nghiêm trọng một chút, liền sẽ ngoan ngoãn nghe lời, đáp ứng điều kiện. Một khi không đáp ứng, khẳng định cũng sẽ dùng thủy tinh ghi chép, đến lúc đó, cho lạc thất thất tỉnh lại quan sát, rất dễ dàng để nàng lòng sinh oán hận, quan hệ sư đồ không hòa thuận giống như bây giờ. Có thể nói, một chiêu này, để hắn vô luận lựa chọn như thế nào, cũng cực kỳ gian nan. Lựa chọn cứu người, liền phải đáp ứng điều kiện của nàng, không đồng ý, sẽ để lạc thất thất thương tâm, quan hệ thầy trò không hòa thuận. Dù như thế nào, đều là nàng thắng. Không hổ là yêu nghiệt hội hội trưởng, quả nhiên lợi hại. chương 1409, yêu nghiệt, yêu tinh, một Phương pháp là phương pháp tốt, đáng tiếc, tìm nhầm người. Rõ ràng những chuyện này, Trương Huyền lắc đầu. Kế hoạch thật không tệ, chính phản đều có biện pháp, đổi lại những người khác, không hiểu linh hồn, khẳng định sớm đã hoảng hốt không có cách nào lựa chọn, nhưng đối với hắn, căn bản không gọi sự tình. Lạc thất thất hôn mê ngắn ngủi, hắn chỉ ít có mười mấy loại phương pháp, để nàng lập tức tỉnh lại. Sở dĩ không có làm như thế, chính là muốn nhìn nàng này đến cùng có biện pháp nào đối phó hắn, nếu như chỉ như vậy, thật khiến người ta thất vọng thiệt thòi đêm qua nàng còn lời thề son sắt nói có niềm tin tuyệt đối ta khuyên ngươi vẫn là tỉnh lại đi trước tiểu thủ đoạn ấy liền muốn phá hư tình nghĩa của thầy trò chúng ta quá ngây thơ rồi lắc đầu trương huyền nói hắn cùng lạc thất thất cùng một chỗ trải qua sống chết loại thủ đoạn này liền muốn tan giã quan hệ của hai người quá ngây thơ trương sư quả nhiên thông minh thấy hắn nhìn ra ý nghĩ của mình hồ yêu yêu có chút kinh ngạc chẳng qua vẫn nụ cười không giảm Năm ngón tay duỗi ra, nhẹ nhàng bắn. Tê Lạp bắn ra một đạo kiếm khí, rơi vào trên người Lạc Thất Thất, quần áo trên bờ vai người sau lập tức bị mở ra, lộ ra đôi vai trong suốt như ngọc. Nếu Lạc Thất Thất tỉnh lại, phát hiện lão sư có ý khác với nàng, người cảm thấy nàng vẫn sẽ tin tưởng ngươi. Hồ Yêu Yêu nở nụ cười như một hồ ly, coi như không nghi ngờ nhân phẩm của ngươi, nếu như hiện tại ta ghi chép lại, truyền đi, nói ngươi muốn gây bất lợi cho Lạc Thất Thất. Người cảm thấy người khác là tin tưởng ta hay tin tưởng ngươi? Lại có bao nhiêu người nguyện ý làm hộ hoa sứ giả? Trương Huyền nhíu mày, nếu quả thật truyền đi tin đồn, thêm vào lực hiệu triệu của yêu nghiệt hội, khẳng định càng nhiều người lựa chọn tin tưởng nàng mà không phải bản thân. Người khác không tin, đối với hắn không tính là gì, nhưng thật làm như vậy, chẳng khác nào hủy danh dự của Lạc Thất Thất. Là hắn không nguyện ý nhìn thấy. Vốn còn muốn cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi ép ta Trương Huyền lắc đầu, than thở một tiếng, bàn tay không tự chủ được nâng lên, sờ lên chán. Động tác này rất đơn giản, như sửa sang tóc trên chán, thoạt nhìn cũng không có gì, có điều lại cho người ta một loại cảm giác tự nhiên mà thành, nhẹ nhàng như múa. Hồ yêu yêu vốn định nhìn thấy vẻ mặt thanh niên vội vàng sao động, không có bất kỳ biện pháp nào, nhìn thấy động tác này, kìm lòng không được ngây ngốc một chút. Âm âm, lập tức cảm thấy một lực áp bách cường đại tới cực điểm tập trung đến, bay thẳng linh hồn của nàng, để nàng kìm lòng không được có chút mê muội. Nguy rồi, đây là kinh hồng vũ kỹ. Hắn làm sao biết vũ kỹ? Vẻ mặt nàng trở nên trắng bệch, thiếu chút nữa ngất đi. Thân là thiên tài của kinh hồng học viện, một mực định dùng chiêu này đối phó đối phương, kết quả còn chưa kịp thi triển, liền bị đối phương dùng trước đánh chúng, buồn bực mãnh liệt để nàng sắp hộp máu. Nhưng tu vi của đối phương bày ở nơi đó, coi như không biết dùng phương pháp gì, linh hồn hơi mạnh, cũng không thể để nàng mê muội bao lâu, một khi khôi phục lại, tuyệt đối để hắn đẹp mắt. Trong lòng hung tận thề, đang tập trung linh hồn, loại bỏ cảm giác hôn mê, liền cảm thấy một cổ lực lượng gào thét tới gần. Dám động thủ với ta, người đây là bản thân tìm phiền toái. Cảm nhận được sóng nhiệt, biết đối phương thừa dịp nàng mê muội định ra tay, hừ lạnh một tiếng, hồ yêu yêu cố nén tinh thần khó tập trung, lật bàn tay một cái, bỗng nhiên đánh về phía trước thực lực của đối phương là kiều thiên cảnh đỉnh phong, đã sớm tìm người nghe ngóng, coi như nàng không kịp chuẩn bị, có chút mê muội nhưng loại thực lực này liền muốn đánh lén nàng là tầm phong cảnh đỉnh phong, còn không thể nào làm được. Tầm phong cảnh, lực lượng hỗn nguyên như ý, ở trong thể nội ngưng kết kim đan, đã đến gần thánh giả vô hạn, kiều thiên cảnh cũng muốn đánh lén, tuyệt đối không thể. Xoạt, trường lực vừa mới hạ xuống, liền cảm thấy công kích phía trước biến mất sạch sẽ, ngay sau đó cảm thấy sau lưng có một cỗ lực lượng khổng lồ tuôn tới. Làm sao lại nhanh như vậy? Con người của Hồ Yêu yêu co rụt lại, trái tim chìm xuống. Vừa mới động thủ ở phía trước, toàn bộ lực phòng ngự của nàng tập trung đến phía trước, lúc nào chạy đến sau lưng. Nhưng thời gian không cho phép nàng phản ứng, lực lượng ở hậu tâm như giang hà vỡ đê, băng băng mà tới, căn bản không thể chống lại. Bành, bị hung hăng đánh trúng, sắc mặt trắng nhợt cả người hồ yêu yêu bay ra ngoài, té ngã trên đất. Phốc, cuồng phun máu tươi, chỉ một chút, bị trọng thương. Lực lượng vượt qua 25 triệu đỉnh, cái này sao có thể? Nội tạng lệch vị, hồ yêu yêu kinh hãi muốn chết. Một quyền này của đối phương, tuyệt đối vượt qua 25 triệu đỉnh, nếu không, bằng phòng ngự của nàng, coi như gặp phải đánh lén, cũng không có khả năng tổn thương nghiêm trọng như vậy. Tên này không phải kiều thiên cảnh đỉnh phong sao không chỉ linh hồn để nàng trúng chiêu, còn nhẹ nhàng đánh ra lực lượng vượt qua 25 triệu đỉnh. Đến cùng làm sao làm được? Lại phun một ngụm máu tươi, linh hồn mê muội rốt cuộc biến mất, ngay sau đó cảm thấy toàn thân siết chặt, bị người nhấc lên. Nàng rốt cuộc thấy rõ tình cảnh trước mắt. Nàng cho rằng rất nhẹ nhàng liền có thể giáo huấn Trương Huyền, đang sách nàng lên, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn qua. Nhìn biểu tình kia, tựa hồ là vốn không muốn ra tay, là bản thân ép hắn vận dụng võ lực. Thân thể mềm mại nhoáng một cái, hồ yêu yêu phun ra máu tươi lần nữa. Nàng là học viên năm thứ năm, cường giả tầng phong cảnh. Không phải là nàng muốn dạy dỗ đối phương liền dạy sao? Làm sao sẽ xuất hiện loại tình huống này? Ai có thể nói cho ta biết, xảy ra chuyện gì không? Đường đường thiên tài đỉnh phong nhất của năm thứ năm, bị một tân sinh mới vừa vào học, đánh đến chết đi sống lại, còn bị sách lên, người sắp muốn điên rồi. chương 1410, yêu nghiệt, yêu tinh, hai Ngoan ngoãn nói ra vị trí trô ở cũ của ngô dương tử, ta có thể không so đo chuyện ngày hôm nay. Chẳng muốn nói nhảm, Trương Huyền thản nhiên nói. Học được chức nghiệp kinh hồng sư, phối hợp linh hồn vô cùng cường đại, coi như đối phương là tầm phong cảnh đỉnh phong, thừa dịp bất ngờ để nàng mê muội còn có thể làm được. Lại thêm hồn, thể, khí, lực lượng 26 triệu đỉnh khổng lồ, dưới đánh lén, cho dù vị yêu nghiệt năm thứ năm này, cũng sẽ trúng chiêu, suýt chút nữa bị đánh chết tại chỗ. Nếu không phải băn khoăn mặt mũi danh sư, tuyệt đối có thể lâm trận đánh chết. a à, nghe được thanh niên uy hiếp, hồ yêu yêu cười lạnh một tiếng, lúc này nàng đã từ trong khiếp sợ khôi phục lại, lần nữa cười một tiếng. Coi như cho người giết, người dám giết ta sao? Trương huyền cau mày, nữ nhân này quỷ kế đa đoan, như là yêu nghiệt, trên thực tế, lại tội không đáng chết. Không nói trước thân phận danh sư của nàng, nơi này là học viện, không có thể tùy ý giết người. Chỉ nói chuyện kia, chỉ có một mình nàng biết chỗ ở cũ của ngô dương tử, thật giết, nơi này liền tìm không được nữa. Ta không dám giết ngươi, nhưng ta có thể lột sạch treo ngươi lên tường, cho tất cả mọi người qua thưởng thức một chút, dáng vẻ chật vật của yêu nghiệt hội hội trưởng. Ném hồ yêu yêu xuống đất, Trương Huyền chắp hai tay sau lưng cùng ta chơi xấu, cùng ta đùa nghịch vô sỉ. Nói đùa gì đó, thời điểm ta vô sỉ, người còn không biết ở nơi nào chơi bùn. Người dám, quả nhiên nghe nói như thế, hồ yêu yêu vốn đang cười liền trầm xuống. Nói thật, nàng đã đủ tà tính, nhưng ra hỏa trước mắt không biết từ nơi nào xuất hiện kia, càng tà tính. Nàng là đại mỹ nữ, một cái nhân mày một nụ cười, cũng có thể làm cho vô số người tâm động. Nam nhân khác, đi theo làm tùy tùng không ngừng lấy lòng sợ chọc bản thân nổi giận tên này ngược lại tốt không chỉ đánh nàng gần chết còn muốn lột sạch treo nàng lên đáng giận có dám hay không không phải ngươi nói tính toán mà là ta trương huyền thản nhiên nói ngươi hồ yêu yêu tức giận đến nghiến răng nghiến lợi miệng lớn thở hổn hển cái tên này vừa đến liền làm ra động tĩnh lớn như vậy dẫn đến tứ đại học hội gà chó không yên ngay cả thông đạo ghi chép của luyện khí sư công hội cũng bị làm sập. Người khác biết thương hương tiếc ngọc, nhưng tên này có lẽ thật có thể làm ra được. Không nói cái khác, vừa rồi một quyền kia, đến bây giờ còn cảm thấy lục phủ ngũ tạng đau rát, tựa như sắp nổ. Nhưng muốn nàng khuất phục là không thể nào. Hồ yêu yêu nàng, từ khi đi tới học viện đều là hố người khác, lúc nào bị người chỉnh qua. Một khi khuất phục, về sau sẽ có mặt mũi nào tiếp tục ở trong học viện? yêu nhiệt hội hội trưởng cũng không cần làm nữa nhưng không khuất phục tên này thật muốn động thủ thì làm sao bây giờ sang nàng cắn ken két đang không biết làm sao cho phải đột nhiên con mắt rơi vào trên người lạc thất thất cách đó không xa nhãn châu xoay động t lạp khẽ vươn tay cũng xé rách quần áo trên bả vai mình giống như lạc thất thất lộ ra đôi vai bóng loáng nhu nhuận người muốn treo liền treo ta lên a hát không biết bộ dáng hiện tại này của ta nếu nói với người khác, người muốn phi lễ ta, sẽ có bao nhiêu người tin tưởng. Đường đường danh sư, làm ra loại sự tình này, chỉ sợ có thể đủ hủy bỏ tư chất A. Hồ yêu yêu lần nữa nở nụ cười, như một con hồ ly gian trá. Cùng ta đấu, người còn kém xa lắm. Con mắt của Trương Huyền xoay loạn. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao nàng này được người xưng là yêu nghiệt. Nói đúng ra, căn bản không phải yêu nghiệt, mà là yêu tinh đổi lại lạc thất thất gặp phải loại sự tình này khẳng định điên rồi nàng thế mà chủ động xé y phục bộ dáng này thật muốn chạy ra ngoài nói mình phi lễ nàng chỉ sợ thật có không ít người tin tưởng nữ tử luôn đều ở yếu thế huống chi loại hồng nhan hỏa thủy như nàng mặc dù mình cây ngay không sợ chết đứng nhưng nếu tin tức truyền ra ngoài nàng này có rất nhiều người theo đuổi khẳng định sẽ liên tiếp tìm phiền toái phiền cũng có thể phiền chết hắn chỉ muốn an tĩnh ở danh sư học viện đọc sách, sau đó thuận tiện đột phá, liền đi, vì sao ý nghĩ đơn thuần như thế, chân chính muốn làm được, lại khó như vậy sao? Thấy thanh niên trước mắt không nói lời nào, con mắt của hồ yêu yêu cong như trăng lưỡi liềm, nhẹ nhàng cười một tiếng, cố nén đau nhức trên người, đứng lên, đi tới gần trương huyền, cách hắn chỉ có không đến nửa thước. Làm sao? Không dám. Khoảng cách rất gần, mùi thơm đặc thù trên người sông vào miệng mũi, lại thêm trước ngực sung mãn, bất cứ lúc nào cũng sẽ kể sát tới trên người, để Trương Huyền nhướng mày, kìm lòng không được lui về sau một bước. Đang lo lắng có nên cho thêm một quyền hay không, để nàng trước nằm xuống lại nói, liền nghe một thanh âm kinh ngạc vang lên. Lão sư, hồ yêu yêu học trưởng, các người đây là, làm gì? Chỉ thấy lạc thất thất chẳng biết lúc nào đã tỉnh lại, nhìn thấy hai người gần trong gang tấc, tràn đầy nghi hoặc. chương 1411, nàng quấy rối ta một lạc thất thất chỉ là linh hồn bị viêm nguyệt kiếm kích một cái cũng không bị tổn thương quá lớn không lâu sau liền tỉnh lại vừa mở hai mắt ra liền nhìn thấy lão sư cùng hồ yêu yêu học trưởng dính vào cùng nhau khoảng cách gần tựa như tình lữ nhất là người sau quần áo còn xé toang một khối lộ ra ra thịt trắng bóng từ trên xuống dưới thậm chí còn có thể nhìn thấy nửa hình cung trong lòng nghi hoặc nhịn không được hỏi ô ô thất thất người rốt cuộc tỉnh nghe được thanh âm này Hồ Yêu Yêu vội vàng che cảnh xuân, lui về phía sau hai bước, trong mắt mang theo hoảng sợ cùng bi thương, chỉ trương huyền cách đó không xa. Ta hảo tâm mời các ngươi tới dùng cơm, ai ngờ. Lão sư này của ngươi, dự định mưu đồ quấy rối ta. Cái bộ dáng này, để cho ta sau đó làm sao gặp người. Càng nói càng thương tâm, lại phối hợp sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên là một nữ tử bị lưu manh khi dễ, không có cách nào giải oan. Đừng hồn ào, lạc thất thất lắc đầu. Lão sư mưu đồ quấy rối ngươi, học trưởng, ngươi suy nghĩ nhiều. Thân thể hồ yêu yêu nhoáng một cái, thiếu chút nữa ngất đi. Đại tỷ, làm phiền ngươi nhìn một chút được không? Ta thê thảm như thế, hơn nữa cách hắn gần như vậy, đổi lại bất luận kẻ nào cũng sẽ cho rằng như thế a. À. Đừng ồn ào, ta ầm ý cái gì, thua thiệt là ta có được hay không? Không nói trước lão sư không phải đối thủ của ngươi, xem như phải, hắn cũng chướng mắt ngươi, yên tâm đi. Vẻ mặt lạc thất thất thành thật. Nàng cùng Trương Huyền ở chung được hơn nửa tháng, cùng trải qua sống chết, bất luận là nàng hay Ngọc Phi Nhi, tư sắc đều không kém đối phương, theo bên người, ngay cả nhìn cũng không nhìn một cái, làm sao có thể chạy tới đùa giỡn người mới vừa gặp qua hai lần. Làm bộ, phiền phức làm thật một chút được không? Phốc, vốn là có tổn thương, nghe được đối phương không chút lưu tình nói, hồ yêu yêu lại nhịn không được, lần nữa phun ra máu tươi cái này gọi là chuyện gì ta là ai hồ yêu 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 nghiệt nổi danh nhất danh sư học viện chỉ cần là nam nhân không có không động tâm nói mình bị đùa giỡn không những không tin còn nói chướng mắt hắn có tư cách gì chướng mắt ta dựa vào cái gì chướng mắt ta càng nghĩ càng giận hồ yêu yêu nghiến răng nghiến lợi cảm giác sắp bạo tạc đừng kích động lão sư thiên phú vô song ánh mắt cực cao chướng mắt ngươi là rất bình thường. Lạc thất thất an ủi. Thân thể mềm mại của hồ yêu yêu nhoáng một cái, mặt mũi phát điên. Ngươi xác định đây thật là an ủi. Nhưng vì sao ta cảm giác đâm tim đau như thế? Ta là hồ yêu yêu. Thế mà cũng có một ngày bị xú nam nhân chướng mắt. Cái kết luận này, quả thực để nàng sắp muốn điên rồi. Nhưng cũng không buồn bực lâu, nói thế nào cũng là nhân vật trải qua sóng to gió lớn, dù tức giận sắp bạo tạc, bị đả kích thương tích đầy mình, vẫn rất nhanh bình phục lại, hừ lạnh một tiếng. Tốt, coi như hắn chướng mắt ta, nhưng hắn ý đổ bất chính với ngươi, lại là sự thật. Không tin, ngươi nhìn y phục của ngươi. Đối phương tín nhiệm lão sư này như thế, kéo tới trên người nàng, hẳn là có thể giao động lòng tin a. À. Ta, lúc này là thất thất mới chú ý, chẳng biết lúc nào quần áo bị kiếm khi xé rách, lộ ra bả vai bóng loáng. Thật, ánh mắt nàng sáng lên, vội vàng nhìn về phía lão sư cách đó không xa phát hiện ánh mắt của hắn trong suốt như nước sạch sẽ như giấy trắng nhịn không được cười khổ lắc đầu lão sư cũng chướng mắt ta hồ yêu yêu lần nữa nhoáng một cái chuyện này là sao vốn là thiết kế tốt rồi để trương huyền mất mặt bản thân ở trước mặt học sinh không ngẩng đầu lên được ai ngờ lạc thất thất cũng quá tin tưởng vị này đi ngay cả ngươi cũng chướng mắt ta cũng chướng mắt tên này đến cùng có thể vừa ý ai Vốn nhờ vào dáng người cùng dung mạo, chỉ cần muốn đối phó nam nhân, không có một lần không thành công, mọi việc đều thuận lợi, hôm nay lại bị đả kích chí mạng. Không chỉ như thế, nội tạng đến bây giờ không ngừng sôi trào, để sắc mặt nàng càng ngày càng trắng. Nói thật, lúc nào hồ yêu yêu nàng bị thua thiệt lớn như vậy. Một khi truyền đi, còn làm sao gặp người? Đêm qua lời thề son sát ở trước mặt đám người đồng hân, Tiết Chân Dương khoe khoang khoác lác hôm nay càng để bọn họ chạy tới chứng kiến thủ đoạn của mình hiện tại chứng kiến cái răm a hát chứng kiến bản thân chó cắn con nhím không thể nào ăn xuống sao ta muốn giết ngươi càng nghĩ càng giận gầm thét một tiếng lại không quản học trưởng học đệ âm mưu quỷ kế gì hồ yêu yêu duỗi tay muốn đánh về phía trương huyền đông 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 lực lượng còn không có lan tràn ra liền nghe phía ngoài vang lên tiếng đập cửa ngay sau đó một thanh âm nhàn nhạt, nhạt vang lên yêu yêu người có ở bên trong không lão sư nghe được thanh âm này hồ yêu yêu giật nảy mình lão sư chẳng lẽ là vệ viện trưởng lạc thất thất sững sờ hồ yêu yêu bái kinh hồng viện viện trưởng làm thầy chuyện này người người đều biết không tính là bí mật gì giờ phút này xưng hô lão sư khẳng định là nàng vệ viện trưởng lão sư trương huyền cũng sửng sốt một chút đột nhiên ánh mắt sáng lên thân ảnh nhoáng một cái đi tới gần hồ yêu yêu, nhẹ nhàng vồ một cái, nắm bàn tay mềm mại của nàng vồ tới, đặt ở trên lồng ngực của mình. Người muốn làm gì? Không nghĩ tới hắn lại đột nhiên đánh lén, hơn nữa bị nắm bàn tay, hồ yêu yêu nhịn không được sướng sờ, vội vàng kéo tay lại. Tê lạp, ngón tay của mình, chẳng biết lúc nào đã nắm quần áo của đối phương, lần này co lại, trực tiếp xé rách ra, ngay sau đó liền thấy thanh niên cách đó không xa, chân khí trong cơ thể hỗn loạn, hơi đỏ mặt, phun ra một ngụm máu tươi, thẳng tắp bay ngược ra sau. chương 1412, nàng quấy rối ta hai. Bành, sống lưng đụng cửa chính đại sảnh, nghiêng dựa vào phía trên, vẻ mặt trắng bệch, bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã sắp xuống. Người muốn làm gì? Thấy tên này bắt tay nàng, lại hộp máu bay ra, hồ yêu yêu sợ ngây người, con mắt choáng váng, không biết đối phương muốn làm cái quỷ gì, có điều, một dự cảm bất tường tràn ngập trong lòng, cảm giác bản thân có thể sẽ xui xẻo. Yêu yêu, nhưng thời gian không kịp để nàng ngẫm nghĩ, vệ viện trưởng ở bên ngoài tựa hồ nghe được động tính, la hét một tiếng, ngay sau đó đại môn bị một trưởng vỗ nát. Sau một khắc, một phu nhân hơn 30 tuổi xuất hiện ở trong đại sảnh. Lão sư, vệ viện trưởng, nhìn người nọ, hồ yêu yêu vội vàng không người, lạc thất thất cũng không dám chậm trễ. Không phải người khác, chính là một trong thập đại danh sư, Kinh Hồng viện viện trưởng. Chuyện gì xảy ra? Mới vừa rồi nghe được có động tĩnh đánh nhau, lúc này mới xung kích vào, sau khi đi vào lại phát hiện Hồ Yêu Yêu hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở giữa phòng, cách đó không xa, trên mặt đất nằm một gia hỏa bị trọng thương. Trương sư cúi đầu nhìn thanh niên cách đó không xa, liền nhận ra được, Kinh Hồng viện viện trưởng nhìn không được kinh hô. Trương Huyền cũng sững sờ. Không phải người khác chính là cường giả thánh cảnh buổi trưa hôm nay gặp phải vệ nhiễm tuyết làm sao biến thành viện trưởng không phải nói là trưởng lão học viện sao nhưng thân là thập đại trường lão của danh sư học viện nói mình là trưởng lão cũng không sai trương sư ngươi làm sao vậy thấy trương sư đối với nàng có tình nghĩa bán sư trọng thương nằm trên mặt đất vệ nhiễm tuyết nhíu mày vội vàng nhìn qua ngươi đến vừa vặn nói cho ngươi cũng không sao Hồ Yêu Yêu nàng có ý đồ quấy rối ta. Vẻ mặt của Trương Huyền trắng bệch, yếu ớt nói: "Quấy rối ngươi?" Thân thể mềm mại của Hồ Yêu Yêu nhoáng một cái, suýt chút nữa hộc máu hôn mê. "Đại ca, đây là lời thoại của ta a. À. Hẳn là ngươi mưu đồ quấy rối ta, sau đó bị khiển trách, bị người của trách. Làm sao biến thành ta quấy rối ngươi?" Dựa theo nàng thiết kế, làm cho tất cả mọi người đều biết, tên này không có lòng tốt, có ý đồ khác với nàng sau đó liền có thể thừa cơ áp chế, vì đó sử dụng. Hiện tại, làm sao trả đúa? Giờ phút này, nàng rốt cuộc minh bạch, tại sao đối phương lại bắt lấy tay nàng, vừa rồi nàng xé rách quần áo, thêm vào toàn thân chật vật, hiển nhiên là bộ dáng một người chịu đến lăng nhục mà không có lực lượng phản kháng. Lão sư, lạc thất thất che chán. Nàng sớm biết lão sư là người không chịu thiệt, lần này tốt rồi, muốn oan uổng lão sư, vậy thì chờ lão sư lấy đạo của người, trả lại cho người. Quấy rối Vệ nhiễm tuyết cũng sướng sờ. Ân, nàng mời ta tới, dự định học tập kinh hồng chức nghiệp, ta không có đồng ý, ai ngờ liền lợi dụng thanh trường kiếm kia, đánh lén ta cùng lạc thất thất. Nếu không phải ta nội thương chưa lành, làm sao có thể gặp phải làm nhục như vậy? Mang trên mặt bi tráng, trương huyền cắn răng. Ngươi, ngươi ngậm máu phun người. Hồ yêu yêu điên rồi. Học tập kinh hồng chức nghiệp, ta là mời ngươi tới, nhưng ta căn bản không biết ngươi biết a à hát. Huống chi, người có nội thương gì, bị thương chính là ta được không? Vốn cho rằng nàng là yêu tinh, không nghĩ tới đối phương càng vô sỉ, càng yêu tinh. Ngậm máu phun người, vậy ta hỏi ngươi, ngươi có dùng thanh trường kiếm kia, đánh lén lạc thất thất hay không? Trương Huyền nhìn qua, ta, hồ yêu yêu muốn cự tuyệt, lại không biết mở miệng như thế nào. Nàng đích xác dùng trường kiếm công kích lạc thất thất, thậm chí người sau còn hôn mê. Không nói ra được a, à, vừa rồi có phải ngươi luôn miệng nói muốn giết ta, thậm chí còn ra tay với ta hay không? Trương Huyền nói tiếp, đó là bởi vì ngươi, vô sỉ, ngực nhấp nhô, hồ yêu yêu sắp nổ. Nàng đích xác nói muốn giết đối phương, nhưng kia cũng là bởi vì bị tên này làm tức giận. Ta là kiều thiên cảnh đỉnh phong, mà ngươi lại là tầm phong cảnh đỉnh phong, tranh lệch dòng dã ba cấp bậc, coi như ngươi muốn giết ta, ta cũng bất lực. Cắt ngang đối phương, Trương Huyền lắc đầu, vẻ mặt suy yếu. Hồ yêu yêu lần nữa nhoáng một cái. Người như vậy cũng gọi bất lực, thật muốn có lực, ta không phải đã treo sao. Rõ ràng là người sắp đánh chết ta, còn không biết xấu hổ nói. Kém ba cấp bậc, sao ra mặt dày như vậy? Đang nghĩ ngợi giải thích với lão sư như thế nào, chỉ thấy sắc mặt của nàng càng ngày càng nặng, gầm thét một tiếng. Hồ yêu yêu, người thật to gan, lão sư. Hồ yêu yêu chưa hề thấy lão sư giận như vậy, dọa đến sắc mặt trắng nhợt. Người bình thường quấy rối ngược lại cũng thôi, chỉ cần không chậm chế học tập, ta có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, hiện tại lại dám động thủ với trương sư, ai cho ngươi lá gan này. Vệ nhiễm tuyết tức giận. Vị trương sư này, đối với nàng có tình nghĩa bán sư, bản thân nợ ân tình của đối phương, hồ yêu yêu tìm người khác phiền phức ngược lại cũng thôi, thế mà tìm tới trên người hắn, để cho mình xử lý như thế nào ta, toàn thân hồ yêu yêu cứng đờ, còn không quỳ xuống, vệ nhiễm tuyết nhướng mày. chương 1413, học đồ hồ yêu yêu một Lão sư, hốc mắt hồ yêu yêu đỏ lên, răng cắn môi đỏ, trần chờ một chút, cuối cùng quỳ dạp xuống đất. Mặc dù hận trương huyền thấu xương, nhưng không dám vi phạm mệnh lệnh của lão sư. Tiểu vệ, được rồi, nàng cũng là nhất thời hồ đồ. Vẻ mặt trương huyền hư nhược mở miệng tiểu vệ, hồ yêu yêu phát điên. Lão sư vệ nhiễm tuyết, một trong thập đại danh sư, danh sư lục tinh đỉnh phong, đường đường kinh hồng viện viện trưởng, người một tân sinh, tiểu gia hỏa chừng 20 tuổi, thế mà xưng hô tiểu vệ. Học sinh này của ta luôn ngang bướng, bình thường thích chơi đùa như thế nào liền mặc nàng, nhưng hôm nay tìm trương sư người phiền toái, không hảo hảo giáo huấn một lần, chỉ sợ còn không biết chuyện nghiêm trọng. Vệ nhiễm tuyết nói, dùng nhãn lực của nàng, Đương nhiên có thể nhìn ra một vài vấn đề, chỉ sợ không giống như Trương sư nói đơn giản như vậy, có điều, học sinh này của nàng thực quá bướng bỉnh, trước kia nàng biết nhưng không nói gì, hiện tại vừa vặn giáo huấn một lần, để tránh xông ra tai họa càng lớn. Không nói cái khác, vị Trương sư này Lý Giải Kinh Hồng sư, ngay cả nàng cũng kém xa. Nàng còn nghĩ làm sao mời đối phương tới giảng bài cho học viện các nàng, kết quả đệ tử liền tìm người ta phiền phức. Đây không phải tìm đánh sao? Còn để cho ta làm sao mở miệng? Lão sư. Không nghĩ tới lão sư tin tưởng đối phương mà không tin mình, mặt mũi hồ yêu yêu lo lắng. Đủ rồi, ta và Trương sư nói chuyện, thuộc về trưởng bối giao lưu, còn chưa tới phiên ngươi chen vào. Còn không quỳ đó tự kiểm điểm. Vệ Nhiễm Tuyết hơi vung tay. Trưởng bối. Hồ yêu yêu không ngừng run rẩy. Cái tên này, không phải tân sinh sao? Lúc nào lại thành trưởng bối? Trương sư đồ đệ của ta ngang bướng, để ngươi bị thương, cái này là một viên tiểu hoàn đan khôi phục thương thế, hẳn là hữu dụng với ngươi. Cổ tay khẽ đảo, vệ nhiễm tuyết lấy ra một bình ngọc đưa tới. Tiểu hoàn đan, đan dược cấp 6. Trương huyền líu lưỡi. Tiểu hoàn đan, đan dược cấp 6, coi như cường giả thánh cảnh bị thương, cũng có hiệu quả trị liệu cực lớn, bán đi ít nhất giá trị mấy viên linh thạch thượng phẩm. Vừa ra tay liền đưa tiến, làm cho hắn có chút ngượng ngùng xử trí nghịch đồ này như thế nào trương sư nói ra ta lập tức làm theo thấy hắn tiếp nhận đan dược vệ nhiễm tuyết thở phào nhẹ nhóm nói tiếp chỉ cần đối phương thu đồ vật liền còn chỗ chống vãn hồi xử trí trương huyền trần chờ, kỳ thật nữ nhân này không bắt hắn cùng lạc thất thất làm văn chương cũng sẽ không tức giận dùng quan hệ thầy trò thuần khiết làm uy hiếp lúc này mới khiến hắn dự định giáo huấn một phen để nàng biết làm người phải có điểm mấu chốt, không phải chuyện gì cũng có thể dùng làm văn chương. Như vậy đi, ta vừa vận thiếu một học đồ, để nàng theo ta ba tháng, chuyện ngày hôm nay coi như không có gì. Suy nghĩ một chút, Trương Huyền nói. Sự tình di tích ngô dương tử, còn chưa nói ra a, à, cùng nàng còn có gặp nhau, không bằng trước thu làm học đồ, đến lúc đó muốn hỏi cũng đơn giản. Học đồ. Nghe được yêu cầu này, hồ yêu yêu suýt chút nữa hôn mê, Nàng đường đường danh sư Lục Tinh, làm học đồ cho tên này. Mở cái trò đùa gì? Lão sư khẳng định sẽ không đồng ý. Nếu không, mặt mũi của lão sư ở đâu? Đang nghĩ về viện trưởng khẳng định sẽ lập tức cự tuyệt, chỉ thấy ánh mắt của nàng sáng lên, tràn đầy kích động. Quá tốt rồi, ta thay yêu yêu cảm ơn Trương sư. Vị Trương sư này Lý Giải Kinh Hồng sư đến cảnh giới cực kỳ cao thâm, làm học đồ của hắn, chỉ cần học tập tốt khẳng định tiến bộ rất nhanh, càng ngày càng mạnh. Nói thật, cái thân phận này, xem như nàng cũng cực kỳ hâm mộ, làm sao có thể cự tuyệt. Lão sư, hốc mắt hồ yêu yêu đỏ lên, vội vàng hô. Tốt rồi, có thể được trương sư thu làm học đồ, là phúc phận ngươi đã tu luyện mấy đời. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền rời tiểu viện này, đi theo trương sư, học tập cho giỏi, tranh thủ việc học có thành tựu, sớm ngày trở về. Cắt ngang đối phương, vệ nhiễm tuyết nói làm ân sư thụ nghiệp của đối phương, quyền quyết định vẫn phải có. Học đồ. Hồ yêu yêu cắn chặt răng, cảm thấy nước mắt chảy ra. Audio điện tử võ tấn bền. Lão sư lại trực tiếp đáp ứng. Vì cái gì? Bản thân đi tìm tên này đến, vốn là muốn ra oai phủ đầu, thu phục thành thuộc hạ, cái này tốt rồi. Biến thành học đồ của đối phương. Cái này gọi là chuyện gì? Đa tiểu vệ. Nghe được đối phương đáp ứng, Trương Huyền cũng thở phào nhẹ nhõm. Trương Sư, đây là huy chương đẳng cấp của ngươi, ta đã giúp ngươi xin. Còn có lệnh bài trưởng lão của ta, trong học viện, quy tắc dườm ra, phiền phức cũng không ít, có cái này, có thể giải quyết rất nhiều. Cổ tay khẽ đảo, vệ nhiễm tuyết lấy ra huy chương, cùng một lệnh bài trưởng lão đưa tới. Giữa trưa sau khi nàng trở về, liền xin tổng bộ, rất nhanh liền nhận được hồi phục, chế tác tốt huy chương, đến tìm hồ yêu yêu, không nghĩ tới vừa đến liền nhìn thấy màn này. Đa tạ, tiếp nhận huy chương cùng lệnh bài, trương huyền nhẹ gật đầu. Không thể không nói tiểu vệ này, tốc độ làm việc rất nhanh. Vậy ta sẽ không quấy dày, cáo từ trước. Chương 1414, học đồ hồ yêu yêu 2. Lại nói vài câu, để hồ yêu yêu ngày mai qua tìm hắn đưa tin, lúc này Trương Huyền mới mang theo lạc thất thất xoay người rời đi. Nhìn thấy hai người rời đi, Lúc này hồ yêu yêu mới nhìn lão sư, nhịn không được hỏi. Lão sư, vì cái gì? Nàng làm sao cũng không hiểu, lão sư của mình, đường đường một trong thập đại danh sư vệ viện trưởng, vì sao phải để mình đi làm học đồ cho gia hỏa kia? Trương sư lý giải đối với kinh hồng sư, ta xưng hô một tiếng lão sư cũng không đủ. Trước ngươi nhảy qua nghề thường liên y vũ, có 17 chỗ thiếu hụt, hắn từng cái bổ sung hoàn chỉnh. Đây là ta căn cứ hắn sửa sang lại, xem thật kỹ một chút, xem hết liền biết hắn đến cùng lợi hại bao nhiêu. Cổ tay khẽ đảo, lấy ra một quyển sách. Nghe xong trương sư giảng giải, nàng liền sửa sang lại tri thức học được thành sách, lập tức cảm thấy được lợi rất nhiều. Không hổ là kinh hồng sư cao minh hơn nàng, dựa theo cái này tu luyện, nghề thường liên y vũ liền không chỉ kéo vài con chim sơn ca, chỉ sợ phi long cũng có thể đánh rơi. Ý thức được những chuyện này, lúc này mới đến tìm hồ yêu yêu, để nàng đưa huy chương, một là có thể giữ gìn mối quan hệ, thứ hai, cũng có thể để đệ tử của mình biết nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn. Nhưng mà không nghĩ tới, vừa đến liền phát hiện, hai người đã giao thủ, đã như vậy liền làm cái thuận nước song thuyền, để hồ yêu yêu làm học đồ của đối phương. Như vậy cũng có thể học tập, có lẽ có một ngày, có thể siêu việt bản thân, xung kích kinh hồng sư thất tinh thậm chí cao hơn. Bổ sung nghề thường liên y vũ, vũ kỹ này có thiếu hụt, vô yêu yêu có chút không dám tin tưởng. Bộ vũ khí này, truyền thừa không biết bao nhiêu năm, nàng cả ngày tu luyện, không có cảm thấy không đúng, tại sao có thể có nhiều thiếu hụt như vậy. Trong lòng nghi hoặc, tiện tay mở thư tịch ra, chỉ nhìn thoáng qua, lập tức bị nội dung trong đó thu hút. Cẩn thận đọc xong, vẻ mặt nàng càng ngày càng trắng. Nàng là thiên tài, lại là kinh hồng sư lục tinh, mặc dù lý giải vũ khí không bằng vệ nhiễm tuyết viện trường, nhưng cũng không yếu lão sư không chỉ ghi chú ra thiếu hụt còn kỹ càng ghi mấu chốt vừa nhìn liền biết toàn bộ đều là thật không có sai lầm chút nào lão sư những cái này thật là hắn sửa chữa không biết qua bao lâu hồ yêu yêu nuốt ngụm nước bọt chừng to mắt nhìn lại ân vệ nhiễm tuyết gật đầu nếu không phải tận mắt nhìn thấy nàng cũng không tin tự mình tới trò chuyện mới biết trương sư này hiểu rõ chức nghiệp kinh hồng sâu bao nhiêu cái này Nghe được xác nhận, lúc này hồ yêu yêu mới nhớ tới, linh hồn của nàng bị đối phương xung kích, xuất hiện qua mê muội Lúc đó, đối phương căn bản không có khiêu vũ, mà là giơ tay nhấc chân, tự thành vũ kỹ. Điểm ấy, xem như lão sư trước mắt cũng làm không được. Tốt rồi, người nghiên cứu thật tốt, như kỹ lão sư nói, đối với vị trương sư này, thái độ tốt một chút, không nên lãng phí cơ hội. Biết đệ tử này có khả năng phải cần một khoảng thời gian tiếp nhận, vệ nhiễm tuyết nhẹ gật đầu, xoay người rời đi. Tên đệ tử này của nàng, cái gì cũng tốt, chỉ là quá mức ngạo khí, lần này bị thiệt lớn, hẳn là có thể giác ngộ. Thấy lão sư rời đi, hồ yêu yêu lần nữa nhìn quyển sách trên tay, sau một lát, uyển chuyển nhảy múa ở trong phòng. Nàng muốn thử nghiệm một chút, nội dung sau khi sửa chữa, đến cùng chính xác hay không. Bản thân nàng vốn cực đẹp, lại phối hợp quần áo lộng lẫy trên người, vừa vũ động, cả phòng như hoa tươi nở, một cỗ khí tức khiến người ta say mê, không ngừng phất phới ra phía ngoài. cá chép trong hồ nước, người được cỗ khí tức này, cả đám ngu ngốc, phù phù, phù phù, chìm vào đáy ao. đóa hoa trong viện cũng như vong tình theo nhịp múa, cánh hoa theo gió tung bay. nếu có người ở đây, khẳng định sẽ trầm mê trong đó, không cách nào tự kiềm chế, coi như bán thánh cũng khó đào thoát. không biết qua bao lâu, hồ yêu yêu rốt cuộc minh bạch, đây mới là vũ khí, vũ khí chân chính. Trước đó học những vũ khí kia, so sánh với cái này, cái gì cũng không tính. Hô, ngừng lại, lúc này mới phát hiện, chẳng biết lúc nào đã lệ rơi đầy mặt. Ta vậy mà, khóc, sờ lấy nước mắt trên mặt, hồ yêu yêu như si như ngốc. Trước kia nàng nhảy, lờ mờ không hiểu ý vị trong đó, mặc dù có thể phát huy uy lực không kém, nhưng cách hoàn toàn lý giải vẫn kém rất nhiều. Mà bây giờ, như cảm giác bộ vũ khí này đã dung nhập linh hồn, hoàn toàn cùng nàng tương dung, thành một bộ phận của thân thể. Trước đó nhiều nhất là, biết hình không biết ý nghĩa, mà bây giờ, mới thật sự lý giải. Hắn, đến cùng lý giải kinh hồng sư sâu bao nhiêu, mới có thể sửa chữa bộ vũ kỹ này hoàn mỹ như vậy. Thí nghiệm qua mới biết được, nội dung trên thư tịch, không có sai lầm chút nào, thở ra một hơi, trong lòng hồ yêu yêu nhịn không được nói. Hội trưởng, ba vị học trưởng đồng hân, tiết chân dương, long thương nguyệt cầu kiến đang trầm tư, chỉ thấy tâm như đi tới. Để bọn hắn vào. Hồ yêu yêu nhẹ gật đầu. Vốn cho rằng đêm nay không có gì bất ngờ xảy ra, khẳng định cầm được trương huyền, cho nên trước thời hạn liền hẹn mấy người, dự định khoe khoang một chút. Nằm mơ cũng không nghĩ tới, cầm xuống là cầm xuống. Chẳng qua bị cầm xuống là mình mà thôi. Thế nào, trương huyền đâu, ngươi xử trí như thế nào? Xài bước đi vào, thanh âm của tiết chân dương vù vù. Đúng vậy, Mau nói người giáo huấn thế nào có phải đã quỳ dưới gấu quần của ngươi ngoan ngoãn nghe lời hay không long thương nguyệt cũng cười nói bọn họ xem ra hồ yêu yêu đã đánh cược nói có thể giáo huấn vậy thì nhất định có thể đi nữ nhân giống như yêu tinh kia xem như bọn họ cũng vô cùng kiêng kỵ giáo huấn hồ yêu yêu quay mặt lại nhẹ nhàng không người vẻ mặt thản nhiên trương huyền tòa hạ học đồ hồ yêu yêu gặp qua các vị chương 1415, thành lập học hội 1. Học, học, học đồ. Học đồ của Trương Huyền. Đám người tiết chân dương ách ngay tại chỗ, cả đám giống như gặp quỷ. Tình huống gì? Người không phải luôn mồm muốn giáo huấn Trương Huyền sao? Làm sao một cái chớp mắt liền biến thành học đồ của hắn? Học đồ chia làm hai chủng loại, một loại là tân thủ mới tiếp xúc nghề nghiệp này, ngay cả nhất tinh cũng không có khảo hạch thành công, đi theo sau chức nghiệp giả chính thức học tập một loại khác là chức nghiệp cấp thấp làm học đồ cho chức nghiệp cấp cao. Nói là học tập tri thức, kỳ thật ngay cả đệ tử cũng không bằng, phụ trách chân chạy làm việc vặt. Mỗi người bọn họ đều có dạng học đồ này, thật giống như nữ hải tâm như cách đó không xa. Bởi vì không kém hạ nhân nhiều, vì phân chia loại học đồ thứ nhất, lại được xưng là tỏa hạ học đồ. Người không phải muốn cho trương sư thần phục sao. Làm sao thời gian nháy mắt, biến thành học đồ của hắn. Ta thất bại, không phải đối thủ của Trương sư, mời chư vị về đi. Giới thiệu xong bản thân, Hồ Yêu Yêu không nói thêm lời, khoát tay áo. Cái này, vốn là muốn ăn mừng, nghe nói như thế, đám người đồng hân, Tiết Chân Dương kìm nén sắc mặt đỏ lên, đành phải lui ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Đi ra tiểu viện, ba người nhìn nhau, tất cả đều tràn đầy sương mù. Xem bộ dáng là nàng không có giáo huấn được Trương Huyền, ngược lại bị đối phương dạy dỗ đồng hân nhịn không được nói căn cứ nàng lý giải hồ yêu yêu chỉ có một loại giải thích này nhìn tình huống hẳn vậy tiết chân dương vò đầu đây chính là hồ yêu yêu a hát ta cùng nàng giao thủ mấy lần đều bị thiệt thòi thế mà thua ở trong tay một tân sinh ngay cả mình cũng góp vào tân sinh này thật tà môn nhưng chẳng biết tại sao càng tà môn ta ngược lại càng có hứng thú mắt sáng lên long thương nguyệt nói bọn họ đều là thiên tài siêu cấp lúc nào sợ qua người khác một tân sinh vừa đến liền độc cổ phong tao ngay cả việc buôn bán của bọn hắn cũng đoạt quả thực gan lớn đến cực hạn nói thật ta cũng cực kỳ hứng thú đồng hân cười cười nhớ tới sự kiện kia quay đầu nhìn về phía tiết chân dương cách đó không xa ngươi không nói đã phái người đi tìm tân sinh phiền toái sao hiện tại xử lý thế nào rồi ta còn tưởng rằng hôm nay yêu yêu có thể đắc thủ liên trước thời hạn phái người hợp nhất những tân sinh nhảy nhót kia. Dựa theo thời gian suy tính, nên mạnh mẽ giáo huấn bọn hắn một trận. Tiết Chân Dương nói: "Thực lực mấy thuộc hạ của ngươi, ta rất yên tâm, nhưng mà những tân sinh này dùng Trương Huyền làm chỗ dựa, làm như vậy, ta sợ chính diện đắc tội, dẫn tới càng nhiều phiền phức." Đồng Hân trầm tư một chút nói: "Chính diện đắc tội, vậy thì sao? Từ khi hắn phá chúng ta buôn bán, cũng đã là địch nhân rồi." Chẳng lẽ ngươi còn trông cậy vào kẻ địch nhân tư? Nói đùa cái gì đó, lại nói, người của ta là Quang Minh Chính Đại đi khiêu chiến, phù hợp quy củ của học viện, coi như Trương Huyền cảm thấy khó chịu, lại có thể làm gì được ta? Phù hợp quy củ, xem như Mi viện trưởng, Triệu viện trưởng đến cũng nói không được cái gì. Nhẹ nhàng cười một tiếng, trên mặt Tiết Chân Dương lộ ra tự tin. Trừ khi ở trên võ kỹ có thể thắng mấy thuộc hạ của ta, nếu không, liền đợi bị đánh đi người đi khiêu chiến võ kỹ. Long thương nguyệt sướng sờ, nhịn không được cười lên. Cũng đúng, người là đại sư huynh của võ kỹ học viện, đệ tử của viện trưởng. Lý giải đối với thương pháp, càng đạt đến cảnh giới cao thâm khó lường. Mấy thuộc hạ kia, đạt được ngươi chỉ điểm cùng truyền thụ, lĩnh ngộ võ kỹ cũng là nhất đẳng. Coi như trương sư kia lại có thiên phú, nhiều nhất ở luyện khí, thuần thú bất phàm, võ kỹ cần thời gian rèn luyện, đạt tới tâm thần hợp nhất, còn rất khó làm được. Võ kỹ không giống chức nghiệp khác, cần tích lũy tháng ngày không ngừng tôi luyện mới có hiệu quả. Mặc dù Tiết Chân Dương làm việc nóng nảy, tính khí ngay thẳng, nhưng lý giải võ kỹ, nhất là thương pháp, tuyệt không phải người bình thường có thể so sánh. Nghe nói đã lĩnh ngộ vũ khí chi tâm, đạt đến cảnh giới nhân thương hợp nhất. Đúng vậy, tuy chúng ta là danh sư, nhưng cũng là võ giả, không để bọn hắn biết lão sinh lợi hại, chỉ sợ còn thật sự cho rằng những năm này ở danh sư học viện phí công chờ đợi sống lưng của tiết chân dương như một cây giáo, trên mặt tán phát ra tự tin làm cho không người nào có thể kháng cự. Âm mưu quỷ kế, hắn chơi không lại hồ yêu yêu, mỗi lần đều mắc lừa, nhưng muốn nói lực chiến đấu chân chính, người sau khẳng định không phải đối thủ. Trường thương phát huy, uyển như du long, năm thứ năm có thể thắng hắn, cũng không có mấy cái. Không sai, quan hệ là phụ trợ, thực lực mới là vương đạo. Đi, qua nhìn một chút, người thế làm sao giáo huấn đám tân sinh kia long thương nguyệt nhẹ nhàng cười một tiếng được tiết chân dương gật đầu ba người cùng một chỗ đi tới khu ký túc xá tân sinh ở lại cùng lạc thất thất rời tiểu viện của hồ yêu yêu mới vừa trở lại khu tinh anh liền thấy nhược hoan công tử lo lắng đứng ở ngoài cửa trương sư thất thất học trưởng nhìn thấy bọn họ chạy tới ánh mắt sáng lên vội vàng đi tới gần ta cũng đang muốn đi tìm ngươi trương huyền hừ một tiếng tìm ta Nhược Hoan công tử sướng sờ. Giáo chức công tế giải là người miễn phí đưa cho những người khác." Trương Huyền nói, "Tên này đưa vật cho người, kết quả bản thân không biết chút nào, thành cái đinh trong mắt rất nhiều học hội, có thể nói người nằm trong nhà, hỏa từ trên trời rơi xuống. Còn không có tìm đối phương tính sổ, lại dám qua tìm mình, lá gan thật rất lớn." Đây là ta phải làm." Trương Sư không cần nhớ ở trong lòng. Chương 1416, thành lập học hội 2 còn tưởng rằng là chuyện gì, nhược hoan công tử thở mạnh, lập tức khoát tay áo. Hôm nay tới, là có chuyện muốn trương sư ra tay. Phải làm, không cần để tâm, trương huyền suýt chút nữa sặc nước bọt mà chết. Làm hại ta thảm như vậy, làm sao cảm giác giống như làm chuyện tốt, không muốn để lại họ tên vậy. Mặc dù buồn bực, nhưng vẻ mặt đối phương nghiêm túc, Trương Huyền vẫn không nhịn được nhìn lại. Xảy ra chuyện gì? Bởi vì sự tình không có mua sắm giáo chức công tế giải của những công hội kia, hai ngày qua, một mực có lão sinh qua khiêu chiến. Hôm nay càng tới ba vị cao thủ, nói cực kỳ khó nghe, mọi người không cam lòng tới chiến đấu, kết quả. Bị đánh rất thảm, không ít học viên đều bị thương. Nhược hoan công tử nhịn không được nói. Khiêu chiến. Trương Huyền nghi ngờ. Đại bộ phận tân sinh thực lực đều ở hóa phàm tứ trọng, đạt tới ngũ trọng rất ít, mà lão sinh, thấp nhất là Kiều Thiên Cảnh, đánh như thế nào? Bọn họ áp chế tu vi, tương đồng người đối chiến, đơn thuần dùng võ kỹ chiến đấu. Nhược Hoan công tử nói, "Võ kỹ?" Trương Huyền nhẹ gật đầu. Áp chế tu vi tương đồng đối thủ, không coi là lấy lớn hiếp nhỏ, chiến đấu liền nhìn từng người khống chế cùng vận dụng võ kỹ, nói như vậy, ngược lại cũng không tính là khi dễ. Đúng vậy, bọn họ ngăn ở bên ngoài túc xá, nói trong hôm nay, có người có thể vượt qua bọn họ sẽ tự động thối lui nếu không liền đánh chúng ta không dám ra ngoài ngẩng đầu nhìn thanh niên trước mặt mặt mũi nhược hoan công tử xoắn suýt còn nói nếu như trong một ngày không có người có thể thắng muốn trương sư ngươi công khai xin lỗi sau đó tất cả tân sinh một lần nữa mua sắm giáo chức công tế giải công khai xin lỗi đâu có chuyện gì liên quan tới ta trương huyền im lặng khiêu chiến tân sinh liền khiêu chiến tân sinh cùng hắn có nửa xu quan hệ bản thân xin lỗi, thần kinh sao? Cái này, nhược hoan công tử vò đầu, trên mặt có chút xấu hổ. Người cũng biết, gia nhập học hội của lão sinh, cần giao nộp hội phí, chúng ta mới tiến vào học viện, nào có tiền nộp lên. Cho nên, liền toàn bộ gia nhập học hội do người tổ chức. Ta tổ chức học hội, ta tổ chức cái gì? Mí mắt của Trương Huyền xoay loạn. Bản thân lúc nào tổ chức học hội? Trương Sư miễn phí đưa người nhiều điểm tích lũy như vậy, Mang theo ý tứ lôi kéo, ta nghĩ, khẳng định là muốn tổ chức thế lực. Lại nói, chúng ta tất cả đều là tân sinh, chỉ bội phục ngươi, nguyện ý nghe lời ngươi, cho nên mọi người thương nghị, thành lập học hội, ngươi là hội trưởng. Nhược Hoan công tử nói. Hội trưởng? Trương Huyền điên rồi. Dưới tình huống cái gì cũng không biết, thế mà thành hội trưởng. Quá hồ đi. Đúng vậy, Trương sư, mong không nên từ chối, không có học hội tân sinh muốn ở trong học viện trở nên nổi bật rất khó, thậm chí, làm chuyện gì cũng bị cản tay, khó mà hoàn thành. Ba vạn tân sinh, chỉ có người mới có loại uy tín này, làm cho tất cả mọi người bội phục. Người không làm hội trưởng, ai làm? Nói đến đây, mặt mũi nhược hoan công tử lo lắng. Lại nói, lão sinh ở trong học viện thời gian lâu dài, muốn làm gì thì làm, tùy ý áp bách, nếu chúng ta lại không liên hợp, còn không mặc người chém giết. Cái này... Trương Huyền dừng lại. Đối phương nói không sai. Không có học hội, tân sinh quả thực nửa bước khó đi. Bởi vì sự tình miễn phí giáo chức công tế giải, không ít lão sinh đã mang địch ý với tân sinh giới này, nếu bọn họ lại không liên hợp, chỉ sợ sẽ bị ngăn cản, bước đi liên tục khó khăn. Trước người miễn phí cung cấp giáo chức công tế giải, có phải cũng đã đoán được sẽ xuất hiện loại tình huống này hay không? Trương Huyền nhịn không được nhìn qua. Tên này cùng đám người tống siêu, là tuyển miễn phí đưa người đồ vật của hắn làm danh sư, làm sao có thể không biết làm như vậy sẽ đắc tội lão sinh. Lúc ấy là không cam lòng bị lão sinh cố ý nâng giá, hơn nữa ác ý bán ra, không ít tân sinh không nguyện ý mua đều bị đánh. Không chỉ như thế, mua một nhà chẳng khác nào đắc tội nhà thứ hai, đồng dạng sẽ gặp phải bọn hắn khi dễ, cho nên chúng ta thương nghị cảm thấy chờ bị sỉ nhục, còn không bằng chủ động xuất khích, liền lấy sách người đưa phát xuống cho mọi người nhược Hoan công tử hơi đỏ mặt. Chuyện này mong rằng Trương sư thứ lỗi, chúng ta cũng là bị buộc không có cách nào. Ai? Trương Huyền than thở một tiếng. Cũng đúng, thời điểm công khai khóa, hắn bị người chân dương hội ngăn lại, thái độ của đối phương quả thực rất phách lối, có loại cảm giác không mua đồ vật của ta là đắc tội ta. Tân Sinh không có bất kỳ thế lực, bối cảnh, muốn ở dưới loại tình huống này trở nên nổi bật quả thực rất khó. Hắn vừa đến liền được mi viện trưởng coi trọng, sau đó được phân phối đến khu tinh anh, rất nhiều lão sinh không dám tìm phiền phức, những người khác liền không giống, chỉ sợ cũng chỉ có thành lập học hội mới có thể đối kháng. Được rồi, đã thành lập học hội, ta là hội trưởng, học hội của chúng ta tên gì, ta hẳn phải biết chứ. Rõ ràng những chuyện này, Trương Huyền nhìn lại. Chân Dương hội là bởi vì hội trưởng tên tiết Chân Dương, Thương Nguyệt hội bởi vì hội trưởng tên gọi Long Thương Nguyệt. Cho nên học hội của chúng ta cũng dùng tên của ngươi mệnh danh, dễ hiểu a. À. Thấy hắn không có mâu thuẫn quá lớn, nhược hoan công tử thở phào nhẹ nhõm, vội nói. Tên của ta, Trương Huyền Hội. Trương Huyền nhìn qua. Không phải, là. Nhược hoan công tử hưng phấn nói. Huyền Huyền Hội. Trương 1417, lưu lại canh cổng như thế nào? Một. Huyền Huyền Hội. Trương Huyền phun ra một ngụm lão huyết, thiếu chút nữa ngất đi người ta tiết chân dương tên là hai chữ cho nên kêu chân dương hội cực kỳ khí phách long thương nguyệt cũng vậy tên của ta chỉ một chữ thêm vào họ không phải được sao huyền huyền hội huyền em gái người a hát học hội của người khác đều rất khí phách ta cái này cũng quá ngốc manh đi đúng vậy vốn dự định kêu huyền hội có điều tất cả mọi người nói chỉ một chữ huyền quá không đáng tin cậy không bằng kêu huyền huyền hội cho người ta một loại cảm giác ảo diệu vô cùng huyền huyền mờ ảo. Nhược hoan công tử giải thích. Trương huyền nhoáng một cái. Lần thứ nhất tên của mình bị người chê. Trương sư là hội trưởng, đối phương lại tới khiêu chiến học hội, cho nên. Thua tự nhiên phải để ngươi xin lỗi. Tất cả chúng ta không phải đối thủ, đành phải tới, hy vọng trương sư ra tay. Giải thích hết học hội, nhược hoan công tử nói. Vốn bọn họ tính toán đợi huyền huyền hội hoàn toàn thành lập, tất cả mọi thứ chuẩn bị xong, mới nói cho trương sư, ai ngờ bị người chắn cửa, không có cách nào đành phải trước thời hạn tới. Được rồi, nếu là học hội của ta, bị người ngăn cửa đánh, cũng thực nói không được, chỉ có thể qua nhìn một chút. Trương Huyền vuốt vuốt mi tâm, hiện tại có loại cảm giác của trần cầu dịch bị ép khoác hoàng bào. Người ngồi trong nhà, họa từ trên trời rơi xuống, cái gì cũng không biết, tự dưng thành hội trưởng. Chuyện này là sao? Giờ phút này, coi như chối từ cũng vô ích, những học sinh cũ kia cùng rất nhiều học hội đều cảm thấy là bản thân đang làm sự tình tìm kiếm phiền toái cùng chúng đơn thương độc mã còn không bằng chỉnh hợp những học viên này tới đối kháng thật sự chỉ muốn đơn thuần xem sách khiêm tốn một chút hiện tại thành công địch của lão sinh chúa cứu thế của tân sinh suy nghĩ một chút cũng không khỏi tâm tắc tân sinh mới vừa vào học không giống trương huyền trực tiếp đi vào khu tinh anh hưởng thụ đãi ngộ tốt nhất chỗ ở của bọn họ là ký túc xá như cùng một đại tạp viện to lớn, dòng người cuồn cuộn, cực kỳ chen chúc. Nhược hoan công tử ở phía trước dẫn đường, không lâu sau, ba người liền đến gần. Là từng dãy nhà cao tầng, trung tâm là quảng trường cự đại. Bên cạnh quảng trường bầy đầy băng ghế cùng cái bàn, chung quanh chất đầy công cụ quét dọn, sạch sẽ gọn gàng, xem bộ dáng là địa phương tiến hành tỉ võ, thường xuyên có người quét dọn. Vô số tân sinh, giờ phút này đều đứng ở trong sân rộng, lít nha lít nhít, thấy không rõ lắm. Mặc dù là đêm tối, nhưng trên quảng trường bó đuốc san sát, đủ loại dạ minh châu lơ lửng, chiếu rọi chung quanh giống như ban ngày. Ở giữa quảng trường nhất là đài cao, ba bóng người ngạo nghễ đứng ở phía trên, nhìn xuống phía dưới, mang theo ý cao cao tại thượng. Ba cái kia chính là lão sinh tới khiêu chiến. Nhược Hoan công tử nói. Trương Huyền nhìn sang ba người kia. Bọn họ không mặc trường bào đại biểu đẳng cấp danh sư, mà lại y phục bó sát người lộ ra khí thức hùng hậu. Đều khoảng 27, 28 tuổi, người thứ nhất hơi cao, mặt xanh có dâu, đôi mắt đen nhánh, mang theo ánh sáng xâm lược, trong tay cầm chuôi cửu hoàn đao to lớn, cao chừng hơn nửa người, hàn mang bắn ra bốn phía, lực lượng vô tận. Người thứ hai tay dài chân dài, thân thể hơi gầy, mặc dù không có cầm vũ khí, nhưng cho người ta một loại ảo giác nhẹ nhàng giống như vượn. Còn người thứ ba, nắm một chuôi trường thương, cao hơn 2 mét, đứng tại chỗ, bút thẳng như kiếm, hình như bất cứ lúc nào cũng sẽ đâm thủng không khí, người đóng ở trên mặt đất không tệ. Trương Huyền gật đầu, còn chưa tới gần, liền có thể cảm thấy khí thế, khó trách dám tới khiêu chiến Tân Sinh. Đồng thời dốc hết sức áp chế, ba người này quả thực bất phàm, là người của Trân Dương Hội. Nhận ra ba người, lạc thất thất truyền âm tới Trân Dương Hội, ân, ta biết ba người này đều là học viên năm thứ tư tu vi đạt đến hóa phàm bát trọng, đạp hư cảnh đỉnh phong. Người cầm đao tên Bạch Sương, bởi vì mặt đen một chút, bị người châm chọc xương hô Bạch Diệt, ngoại hiệu Bạch Diện cuồng đao, nghe nói đã lĩnh ngộ đao tâm chi cảnh. Bởi vì người gọi nhiều, dần ra tên thường gọi không có người xương hô, dưới cơn nóng giận đổi tên Bạch Diện. Là thiên tài nổi danh của võ ký học viện. Lạc thất thất giới thiệu. Người thứ hai tên Viên Cương, cánh tay rất dài, am hiểu cận thân bác đấu, được xưng thông tí viên, sau khi hắn nghe được, không cho rằng châm trọng, ngược lại cảm thấy rất phù hợp khí chất của mình, về sau mọi người liền xưng hô như vậy. Còn người thứ ba tên ưng cần, thực lực mạnh nhất trong bọn họ, thương pháp đi theo thiết chân dương tu tập, từng một thương đoạn giang lưu, sông lớn mấy chục mét cũng có thể một thương chặt đứt, uy lực vô cùng cường đại. Do đó, có xương hào thiết thương đoạn giang. Ba người này, đều tinh thông võ kỹ, là cao thủ của võ kỹ học viện, để bọn họ chạy tới khiêu chiến tân sinh muốn thắng xác thực rất khó. Lạc thất thất lắc đầu. Võ ký viện là toàn bộ danh sư học viện, sức chiến đấu mạnh nhất, danh sư bên trong, từng cái tinh thông võ kỹ, chiêu số tinh diệu, mấy gia hỏa này càng là tài năng xuất chúng trong đó. Một đám tân sinh không có trải qua chuyên môn huấn luyện muốn vượt qua, gần như không có khả năng. Huống chi, thực lực của bọn hắn đều mạnh như vậy, cho dù đè thấp tu vi, ánh mắt hiểu biết, cũng không phải tiểu nhân vật chọc thanh cảnh, hợp linh cảnh có thể so sánh được. Võ ký học viện, khó trách. Trương Huyền gật đầu. Thời điểm đến, liền nghe nữ hài trước mắt giới thiệu qua, trong 10 đại học viện có một võ ký học viện. Cái này cũng không phải chức nghiệp phụ tu, mà là vì đề cao sức chiến đấu của danh sư, chuyên môn thiết trí. Học sinh học viện này, nghiên cứu võ ký đều đạt đến trình độ đăng phong tạo cực, có thể nói vô địch cùng cấp bậc. Thật giống như ba người kia, đừng nói đè thấp tu vi, coi như ở trong đạp hư cảnh đỉnh phong, cũng tuyệt đối là hàng đầu khó trách dám tới khiêu chiến, loại thực lực này, quả thực không có gì có thể e ngại. Còn có ai không? Lúc ba người nói chuyện, một tân sinh bị đánh bại, thông tí viên viên cương cười lạnh ngắm nhìn bốn phía. Đây chính là tân sinh giới này, nguyên bản còn cảm thấy không tệ, bây giờ nhìn lại cũng chả có gì đặc biệt. Còn huyền huyền hội, lông chưa mọc đủ, liền dám thành lập học hội, thật buồn cười. Ngươi, ta chiến với ngươi. Nghe được chế diễu, một tân sinh nhịn không được nữa nhảy lên. Cái tân sinh này, tu vi hợp linh cảnh trung kỳ, viên cương cũng không dối trá, áp chế tu vi đến cùng cấp bậc, bắt đầu giao thủ, thân ảnh lóe lên, xuất hiện ở trước mặt, cái trước còn không có kịp phản ứng, liền bị đánh trúng ngực, từ trên đài cao vỗ xuống. chương 1418, lưu lại canh cổng như thế nào? hai Hoàn toàn không phải đối thủ. Trương Huyền lắc đầu. Mặc dù những tân sinh này cũng là thiên tài từ các địa phương, nhưng so với thiên tài của võ ký học viện vẫn kém nhiều lắm khó trách nhược hoan công tử gấp gáp đi tìm bản thân những người này bọn họ đích xác ngăn cản không nổi căn bản không phải cùng cấp bậc võ ký học viện nắm giữ không biết bao nhiêu kinh nghiệm cùng tổng kết của danh sư càng có danh sư lợi hại chỉ điểm nếu như cho những tân sinh này học tập mấy năm có lẽ cũng có thể chiến một trận nhưng bây giờ kém rất xa đi qua đi biết tân sinh không phải đối thủ trương huyền đi thẳng về phía trước Trương sư đến rồi. Hội trưởng, cái này được rồi. Hội trưởng, những lão sinh này khinh người quá đáng, người nhất định phải giáo huấn bọn họ. Đúng vậy, không thể để cho bọn họ quá mức phách lối. Còn chưa tới gần, có người nhận ra kích động hô lên, lập tức rất nhiều tân sinh vây ở chung quanh đài, tất cả đều đồng loạt nhìn qua, con mắt tỏa ánh sáng. Trương Huyền đưa ra điểm thích lũy, để hơn hai vạn người thông qua khảo hạch, miễn phí cho giáo chức công tế giải, càng là huyền huyền hội hội trưởng, ở trong tân sinh uy tín cực cao, mọi người thấy hắn tới, tất cả đều như có người tâm phúc. Dọc theo thông đạo do mọi người tránh ra, ba người đi đến gần đài cao. Dưới đài nằm mười mấy học viên bị thương, mặc dù thương thế không tính quá nặng, nhưng từng cái cực kỳ chật vật. Trương Sư, thấy hắn tới, đám người tống siêu, là tuyển đều vây quanh, cả đám mang theo kích động. Theo vị trương sư này cùng nhau đi tới, không có sự tình thanh niên này không làm được, ba người trên đài, mặc dù lợi hại, nhưng theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần hắn ra mặt, liền nhất định có thể ngăn cơn sóng dữ. Hắn chính là Trương Huyền, thoạt nhìn cũng rất bình thường nha. Dưới đài hưng phấn, ba người trên đài cũng nhìn xuống dưới, bạch diện sủi cười một tiếng. Mặc kệ tầm thường hay không, hôm nay đều phải cho hắn biết, đắc tội chân dương hội chúng ta phải trả giá như thế nào. Thông tí viên viên cương khẽ nói thời điểm động thủ cẩn thận chút, hội trưởng đã thông báo, tên này bối cảnh hùng hậu, giáo huấn một lần cho hắn biết lợi hại là được, không nên đánh quá độc ác. Nháo đến chỗ học viện, trên mặt sẽ không dễ nhìn. Ưng ừ cần bàn dao. Yên tâm đi, chúng ta biết đúng mực, một tân sinh mà thôi, trong vòng ba chiêu sẽ để cho hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Bạch diện nhẹ nhàng cười một tiếng, khắp khuôn mặt là tự tin, bàn tay lắc một cái, đại đao trong tay phát ra một tiếng vang lên, đồng thời con mắt mở to nhìn lại ngươi chính là trương huyền thanh âm mang theo xâm lược tựa như lưỡi đao thẳng tắp tấn công tới trương huyền thấy tên này địch ý nồng đậm như vậy như hận không thể ăn hắn trương huyền bất đắc dĩ gật đầu hình như người khác đều xưng hô ta như vậy đúng là được có dám đánh với ta một trận không ngoài miệng mang theo vẻ chiêu tức bạch diện nhíu mày yên tâm ta sẽ ép tu vi giống như ngươi sẽ không chiếm tiện nghi chiến đấu thấy tên này mới mở miệng liền chiến đấu trương huyền lắc đầu không phải là không thể được chỉ là ta nghe nói nếu như tân sinh thua ngươi muốn ta xin lỗi chân dương hội đồng thời tất cả học viên lần nữa mua sắm giáo chức công tế giải có việc này không không sai bạch diện gật đầu tân sinh thua có tiền đặt cược có yêu cầu vậy các ngươi thua thì sao trương huyền nói chúng ta Bạch Diện sướng sờ. Chúng ta sẽ không thua. Cấp cao ngăn cửa khiêu chiến cấp thấp, đây là giáo huấn đối phương, làm sao sẽ thua? Sẽ không thua, đừng nói tự tin như vậy, có thắng liền có thua, không có người sẽ một mực thắng. Trương Huyền lắc đầu. Thế nào, tiền đánh cược là cái gì, lấy ra, không có tiền đặt cược, ai giao đấu với ngươi? Muốn tay không bắt cướp, mở cái trò đùa gì đó. Tỷ thí với hắn, ngay cả chỗ tốt cũng không có làm sao có thể ra tay. Cái này, không nghĩ tới kẻ trước mắt này, mới mở miệng liền muốn tiền đặt cược, Bạch Diện nhịn không được nhìn về phía hai người khác. Ưng ừ cần cũng nhíu mày, trần chờ một chút, tiến về phía trước một bước nói. Trương Sư nói cũng đúng, đã giao đấu, đương nhiên có tiền đặt cược, như vậy đi, nếu như chúng ta thua, tự mình xin lỗi ngươi, thu hồi lời nói trước đó. Xin lỗi, Trương Huyền lắc đầu, như vậy đi, huyền huyền hội chúng ta mới vừa thành lập, vừa vẫn còn thiếu ba hạ nhân giữ cửa, nếu như các người thua, liền rời khỏi chân dương hội, ở lại chỗ này canh cổng cho chúng ta, như thế nào? chương 1419, truyền thụ đao pháp 1 Canh cổng Đám người ưng cần, bạch diện đều siết chặt nắm đấm, tức giận đến sắp nổ tung. Bọn họ là học viên năm thứ tư, cường giả đạp hư cảnh đỉnh phong, một tân sinh lại muốn bọn hắn canh cổng. Đây là tiền đặt cược sao, Cố ý làm nhục chúng ta. Vừa rồi không còn nói sẽ không thua sao? Không thua cũng sẽ không cần lo lắng sự tình giữ cửa, thế nào, không có tự tin. Trương Huyền mỉm cười nhìn qua. Đổi điều kiện đi. Khuôn mặt ưng cần xanh xám, hất ống tay áo lên. Coi như không thua, cùng người đánh cược chuyện này cũng mất mặt a hát. Không cần xấu hổ, sợ thua cũng rất bình thường, không có gì có thể mất mặt, nhân chi thường tình mà thôi. Trương Huyền Trần An nói: "Ngươi không nghe lời này còn tốt, sau khi nghe được, đám người ưng cần, Bạch Diện tức thiếu chút nữa hộc máu. Cái gì gọi là xấu hổ, cái gì bảo sợ thua cũng bình thường. Chúng ta sẽ không thua, chẳng qua là cảm thấy điều kiện của ngươi có chút quá mức." Đang muốn phản bác hai câu, liền thấy thanh niên phía trước cúi đầu trầm tư một chút. "Như vậy đi, nếu như các ngươi vẫn sợ thua, ta không ra tay." tùy ý chỉ điểm mấy tân sinh chiến đấu với các ngươi, không được nữa, liền chỉ điểm. Mấy người mới vừa rồi bị ngươi đánh bại, như vậy cuối cùng không cần lo lắng đi. Ngươi, thấy tên này càng nói càng thái quá, tựa hồ là đang cố ý nhục nhã bọn họ, ưng cần nhịn không được nữa, cắn răng nói. Tốt, chúng ta đáp ứng, chỉ mong thực lực của ngươi, lợi hại giống như miệng lưới. Đáp ứng là tốt rồi, nhược hoan, tống siêu, phái mấy người qua bên kia làm cái đại môn, nếu không đã có canh cổng lại không có đại môn như vậy ra thể thống gì thấy đối phương đồng ý trương huyền hài lòng gật đầu phân phó một câu khu tân sinh mặc dù có cửa ra vào nhưng không có đại môn đúng nghĩa đã đánh cược một khi mấy tên này thua không có vị trí an bài sẽ rất xấu hổ ah vâng đám người nhược hoan tống siêu vội vàng gật đầu đáp ứng tự tìm cái chết thấy tên này miệt thị bọn họ như vậy vừa bắt đầu đánh cược đã cảm thấy bọn họ nhất định phải thua, bạch diện nhịn không được nữa, mặt đen kịt, trở nên có chút dữ tợn, tròm dâu vỉnh lên, đại đao trong tay lắc một cái, phát ra ông ông nổ vang, nhìn về phía ưng cần. Để ta tới giáo huấn tên này một trận. Nói xong, liền nhảy đến chính giữa đài cao, ánh mắt như điện nhìn lại. Trương Huyền, trận đầu ta chiến đấu với ngươi, có dám đánh với ta một trận không? Đừng có gấp, người trẻ tuổi chính là không giữ được bình tĩnh. Trương Huyền lắc đầu. Ngươi, lần nữa tức giận nhoáng một cái, khuôn mặt bạch diện càng thêm ngăm đen, sắp thành đáy nồi. Chúng ta thoạt nhìn tuổi trẻ, cũng vượt qua 50 tuổi được không? Ngược lại là ngươi, chừng 20 tuổi, thế mà trực tiếp mở miệng xưng hô học trưởng là người trẻ tuổi, có xấu hổ hay không? Ngươi chẳng lẽ chỉ có miệng lưỡi, là nam nhân liền lên. Biết miệng lưỡi khẳng định không bằng thanh niên này, bạch diện cắn chặt răng. Ta lên ngươi khẳng định thất bại, Ta không khi dễ người, vừa rồi đã nói rồi, tìm mấy tân sinh đối chiến với ngươi, quyết sẽ không nuốt lời." Trương Huyền khoát tay áo, không tiếp tục để ý Bạch Diện ở trên đài sắp nổi điên, nhìn quanh một tuần, nhìn sang rất nhiều tân sinh trước mắt. Trong các ngươi ai dùng đao, hơn nữa vừa rồi thua tên này. Nghe được cha hỏi, mọi người đều hai mặt nhìn nhau. Vốn cho rằng Trương sư là cố ý làm đối phương tức giận, chẳng lẽ chơi thật. Vừa rồi cũng đã thua coi như thương thế không nặng, cũng đánh không lại a à hát. Ta, vừa rồi thua. Dừng lại một lát, một thanh niên đi ra. Là tân sinh 25-26 tuổi, chỉ có hợp linh cảnh sơ kỳ, trên người bị một vết đao chém, mặc dù không nghiêm trọng, nhưng thoạt nhìn dữ tợn đáng sợ, tựa hồ đối phương hoàn toàn có thể hắn chém thành hai khúc, nhưng hạ thủ lưu tình, mới may mắn thoát khỏi. Không sai. Trương Huyền quan sát kỹ một vòng, nhẹ gật đầu. Liền ngươi, một lát nữa, đi lên đánh một trận với tên này, đánh bại hắn. Ta, thanh niên giật nảy mình, mặt mũi xoắn suýt. Ta không phải đối thủ, ngay cả một chiêu cũng không tiếp được. Vừa rồi chiến đấu với đối phương, vừa lên đài, ngay cả đao cũng không có dơ lên, liền bị bổ xuống, lại đánh cũng thua a -Hát. Không có việc gì, hiện tại ta dạy ngươi một chiêu đao pháp, một lát nữa lên đài liền phát huy, tranh thủ một chiêu liền bổ đối phương xuống. Trương Huyền nói một chiêu đao pháp thanh niên sửng sốt một chiêu có cái tác dụng gì đối phương cường đại là võ kỹ là lý giải đối với đao pháp đừng nói dậy một chiêu coi như dậy mười 10 chiêu một trăm chiêu không thắng được cũng sẽ không thắng được a hát không sai đưa đao cho ta trương huyền gật đầu vâng không biết vị hội trưởng này đến cùng làm cái gì mặc dù thanh niên không rõ ràng cho lắm vẫn đưa trường đao trong tay tới đáng giận chương 1420, truyền thụ đao pháp 2. Phía dưới muốn dạy đao pháp, Bạch Diện ở trên đài tức giận đến sắp điên rồi. Một tân sinh, lại còn nói đi lên hắn khẳng định thua. Cái này ngược lại cũng thôi, tùy tiện tìm bại tướng dưới tay, dạy một chiêu đao pháp, liền muốn vượt qua bản thân. Nói đùa gì đó, bản thân đường đường thiên tài của võ ký học viện, bị đánh bại dễ dàng như vậy, còn có tư cách gì mệnh danh cường giả không coi ai ra gì. Quá phách lối, quá cuồng vọng. Đừng nói một tân sinh, coi như võ ký học viện viện trưởng, cũng không dám nói như vậy. Bạch Diện, vị trương sư này đã muốn dạy người mới đao pháp chiến đấu với ngươi, chúng ta cũng không chiếm tiện nghi, người đóng lục thức lại, không quan sát, đợi hắn truyền thụ hết đao pháp lại nói. Ưng cần cũng tức giận đến khuôn mặt khó coi, chẳng qua thân là danh sư, không thể rơi mất thân phận, khoát tay áo nói đối phương nói muốn dạy đao pháp bằng thân phận thiên tài võ ký học viện của bọn hắn thật muốn ngay mặt dạy chỉ sợ tân sinh kia còn không hiểu bọn họ liền học được còn đánh thế nào cho dù thắng cũng sẽ để người cảm thấy thắng mà không võ không bằng không nhìn không nghe như vậy tên này thua cũng nói không được gì được bạch diện gật đầu đang muốn đóng kín lục thức chỉ thấy trương huyền ở dưới đài nhìn lại không cần phiền toái như vậy nếu các ngươi là người của võ ký học viện chắc hẳn hiểu rõ võ ký rất nhiều, thời điểm ta dạy, ngắm nghĩa cẩn thận, cũng có thể nhìn ra chỗ sai của mình. Bạch diện cùng ưng cần nhìn nhau, từng người nháy mắt. Cái tên này, đầu óc bị cửa kẹp hay bị lừa đá, người truyền thụ đao pháp chiến đấu với ta, còn để cho ta nhìn. Còn đánh thế nào? Hắn đã để nhìn, vậy liền nhìn, đến lúc đó thua, nhìn hắn còn có lời gì để nói. Đang không biết làm sao cho phải, Bạch Diện lập tức nghe được ưng cần truyền âm. Ba người bọn họ, ưng cần cầm đầu, hắn đã nói như vậy, Bạch Diện đành phải gật đầu đồng ý, ánh mắt tập trung, nhìn sang thanh niên ở dưới đài đang truyền thụ đao pháp kia. Chỉ một chiêu, nhìn kỹ, không để ý tới mọi người vẻ mặt mộng bức, Trương Huyền cười cười, trường đao trong tay lắc một cái, nhắm phía dưới bổ xuống. Đao phát huy rất chậm, như dùng bút lông vẽ tranh trên giấy. Cái này gọi là đao pháp bạch diện ngốc như gà gỗ. Từ năm tuổi bắt đầu học đao, liền không có thi triển qua chiêu số khó coi như vậy, cái này căn bản không phải đao pháp, trẻ củi bình thường cũng tinh diệu hơn nhiều lần. Còn tưởng rằng có đao pháp lợi hại gì, một chiêu có thể chiến thắng bản thân, nằm mơ cũng không nghĩ tới, thi triển ra thứ này. Người đến đùa nghịch ta. Không chỉ hắn bối rối, thanh niên chờ trương huyền truyền thụ võ kỹ, cũng sắp khóc. Còn tưởng rằng hội trưởng đã tính trước, truyền thụ chiêu số lợi hại gì không nghĩ tới là cái đồ chơi này dùng ánh mắt của hắn cũng có thể nhìn ra đau này chiêu số gì cũng không có loại chém loạn này ngay cả con kiến cũng giết không được thật có thể một chiêu chiến thắng học trưởng năm thứ tư kia hắn không có một chút lòng tin đao pháp của ta trọng ý không trọng hình đây là tinh yếu cùng bí ẩn của đao pháp lĩnh ngộ cho tốt đang buồn bực không biết trương sư đang làm cái gì liền nghe một thanh âm nhàn nhạt vang lên bên tai, ngay sau đó thân thể nhoáng một cái, một cỗ ý niệm truyền vào trong óc. Đây là linh hồn truyền công. Cảm nhận được trong đầu đột nhiên thêm ra pháp quyết tu luyện, toàn thân thanh niên chấn động. Linh hồn truyền công nghe nói là năng lực danh sư thất tinh mới có, làm sao hội trưởng có thể phát huy. Chớ suy nghĩ lung tung, nắm chặt thời gian nhớ kỹ công pháp, nhớ kỹ đạo ý ta truyền lại cho ngươi, một lát nữa, dựa theo đạo ý này phát huy. Thấy hắn ngẩn người, Trương Huyền truyền âm trách mắng. Vâng, lúc này thanh niên mới phản ứng, vội vàng nhìn lại đao pháp trong đầu, quả nhiên thấy trong đó ẩn chứa một cỗ đao ý, dâng trào như điện, mang theo khí tức sắc bén để cho người ta khó chống lại. Cái này, con người co rụt lại. Mặc dù hắn không có hiểu biết như Bạch Diện, nhưng cũng là danh sư tu luyện đao pháp, đương nhiên có thể nhìn ra cỗ đao ý này mạnh mẽ. Chỉ cần bắt trước tuyệt đối có thể để cho hắn lý giải đối với đao tiến thêm mấy bước, đạt tới tình trạng để cho người ta sợ hãi. Công pháp dạo qua một vòng trong thân thể, đao ý điều động, hai mắt như có lưỡi đao lướt qua, thanh niên hít sâu một hơi, khom người nói. Đa tà hội trưởng, ân, đi đi, đánh bại tên này. Trương Huyền khoát tay áo. Bạch Diện đắm chìm trong đao pháp không biết bao nhiêu năm, coi như truyền thụ thiên đạo đao pháp bản rút gọn, muốn trong thời gian ngắn vượt qua cũng rất khó, không có cách, đành phải truyền thụ đao ý. Vũ khí chân ý, ý sẽ không thể nói bằng lời, đổi lại những người khác, coi như lĩnh ngộ, cũng khó có thể truyền lại. Nhưng Trương Huyền tu luyện thiên đạo đao pháp, đại đạo trí giản, đao ý hỗn nguyên, không có chút tỷ vết nào, lại thêm thủ đoạn của vu hồn sư, truyền đưa tới, làm cho đối phương mượn nhờ sử dụng, còn có thể làm được. Vâng, hít sâu một hơi, thanh niên nhẹ gật đầu, thân thể nhảy lên, đi tới đài cao nếu như nói vừa rồi đối mặt bạch diện học trường, còn có chút nhát gian, cảm thấy không có khả năng chiến thắng, mà bây giờ, trong cơ thể dựng dục đao ý của Trương Huyền, không còn chút e ngại nào nữa. Lấy người cũng muốn thắng ta. Thấy tên này thật học chiêu đao pháp đốn củi cũng không bằng, liền tới khiêu chiến, bạch diện tức giận sắp nổ tung, cố nén lửa giận khẽ nói. Đắc tội. Thanh niên gật gật đầu, trường đao lắc một cái, một cỗ khí tức muốn cắt thanh thiên đột nhiên sinh ra, ngay sau đó một đao bổ xuống. Ao. Dù thực lực của hắn chỉ là hợp linh cảnh sơ kỳ, nhưng đao mang như hồ quang điện, trong nháy mắt lan tràn mấy trượng, thời gian nháy mắt đi tới gần bạch diện, như muốn xé rách cả không khí. Đao sinh điện mang, đây là, đây là lĩnh ngộ đao tâm mới có năng lực. Làm sao có thể? Thân thể bạch diện run lên, con mắt chừng sắp rơi ra hốc mắt, lập tức cảm thấy tai nổ vang, tựa như kinh lôi vang lên bên tai, bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung chương 1421, sau so thảm 1. Đao thuộc về một loại binh khí, phù hợp quy luật đặc hữu lĩnh ngộ vũ khí chân ý, mới có thể lĩnh ngộ vũ khí chi tâm. Thật giống như kiếm pháp, trước lĩnh ngộ kiếm pháp chân ý, sau đó mới có thể lĩnh ngộ hạ kiếm tâm, trung kiếm tâm, thậm chí thưởng kiếm tâm. Hắn là thiên tài của võ ký học Việt, lĩnh ngộ đao pháp cực sâu, cũng chỉ là vũ khí chân ý đỉnh phong, cách hạ đao tâm còn có khoảng cách nhất định. Nhưng ra hỏa trước mắt, đao sinh điện mang khí tức như cầu vồng thế mà trực tiếp sử dụng năng lực chỉ lĩnh ngộ đao tâm mới có làm sao có thể vừa rồi hắn chiến đấu qua với đối phương chỉ lĩnh ngộ đao pháp chân ý bình thường mà thôi cùng hắn có tranh lệch cực lớn vị trương sư này chỉ truyền thụ một chiêu đao pháp làm sao có thể biến hóa lớn như thế đáng giận thân thể khiếp sợ run rẩy biết một khi dừng lại liền sẽ bị đánh bại bạch diện cắn răng vung trường đao trong tay tiến lên đón hắn thấy, coi như đối phương lĩnh ngộ đao tâm lại như thế nào. Vừa rồi một chiêu đao pháp kia vừa yếu vừa chậm, hơn nữa bị hắn cẩn thận nghiên cứu một lần, sơ hở trăm chỗ, chỉ cần ra tay nhanh, dùng nhanh chế chậm, liền có thể nhẹ nhõm chiến thắng, đánh bại đối phương. Hô! Ngay thời điểm trường đao của hắn và đối phương sắp đụng nhau, liền thấy đao của đối phương vẽ ra một đường vòng cung yêu nhã, tiếp tục đè ép xuống. Hình như động tác của hắn căn bản không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Cái này, đây là hóa phức tạp thành đơn giản, dùng xảo phá pháp. Toàn thân hắn cứng ngắc. Thời điểm tu luyện đao pháp, hắn từng nghe danh sư lợi hại nói qua, tu luyện tới cảnh giới nhất định, có thể sửa đao pháp phức tạp thành đơn giản. Lúc này, rõ ràng là chiêu số đơn giản nhất, nhưng lại có uy lực để cho người ta khó chống lại. Vốn cho rằng đây chỉ là lời nói vô căn cứ, không nghĩ tới thế mà thật xuất hiện ở trên người đối phương. Trường đao trong tay tân sinh kia, chiêu số không dườm ra, không có bất kỳ sức tưởng tượng, nhưng mang theo uy lực trực kích hết thảy, bị đao pháp này bao phủ, thật giống như huyệt đạo toàn thân hắn, đều bị khí tức tập trung, bất kể thay đổi chiêu số gì, cũng khó mà đào thoát. Lui, trong nháy mắt lòng sinh khiếp ý, không dám đón đỡ, vội vàng lui về phía sau. Đổi lại những người khác, đao pháp đã thi triển ra, lui về sau tất nhiên sẽ gặp phải phản phệ, nhưng hắn áp chế tu vi, năng lực bản thân vượt xa, lại thêm ánh mắt cùng hiểu biết vượt qua tân sinh này, dù rất chật vật, nhưng không có tổn thương quá lớn. Ao, lui hai bước, đang muốn phản kích, chỉ thấy thanh niên kia đi về phía trước, trường đao rơi xuống, lại thi triển ra đao pháp trẻ củi. Đao khí như rồng, khí tức như điện. Lần này lực lượng của đao pháp trước còn không có tán loạn, tập trung lại, uyển như phong vân dũng động, uy lực tăng lên không chỉ một lần. Đây là đao lực điệp ra, bạch diện sắp hộp máu. Còn tưởng rằng né tránh ra được, lực lượng của đối phương tất nhiên hai suy ba kiệt, ai nghĩ đến chẳng những không có loại xu thế kia, còn điệp ra với đao khí thứ nhất, từ đó uy lực đại tăng. Chiêu thứ nhất hắn cũng ngăn cản không nổi, hai chiêu hợp nhất, chống lại như thế nào. Lần nữa lui về phía sau, vù vù, thấy hắn liên tục lui về phía sau, thanh niên lòng tin tăng nhiều, đao thứ ba đánh xuống liên tục ba đao liên hợp, đao mang giống như bách lưu hội tụ, cuối cùng thành giang hải, mang theo lực lượng để cho người ta khó mà chống lại. Thanh niên vốn chỉ có thực lực hợp linh cảnh sơ kỳ, nhưng đao tâm ẩn chứa ba đao liên hợp, coi như hợp linh cảnh trung kỳ, thậm chí hậu kỳ gặp gỡ, chỉ sợ cũng khó mà chống chọi. Không được, tiếp tục để hắn tích lũy sức mạnh, ta nhất định thua không nghi ngờ. Lúc này Bạch Diện rốt cuộc ý thức được vấn đề, vẻ mặt nghiêm túc. Vốn nghĩ chỉ cần tránh né đối phương phong mang biến mất, liền mặc cho bản thân xâm lược, nằm mơ cũng không nghĩ tới, đao pháp của tên này càng ngày càng mạnh, còn có thể điệp ra, một khi trốn tránh, chẳng khác nào mất tiên cơ, ngăn cản không nổi. Liều mạng, cắn răng một cái, lực lượng trong cơ thể điên cuồng tuôn ra, trường đao hoành không tiến lên đón. Phó ký linh cấp thượng phẩm, nộ đao chảm giang. Chiều này nghe nói là một vị cường giả thánh cảnh sáng tạo, rút đao giận dữ vì hồng nhan, dưới một đao, sông lớn mấy vạn mét bị chém thành hai đoạn không cách nào tụ lại đây là tuyệt chiêu lợi hại nhất mà hắn tu luyện nhiều năm qua mặc dù áp chế tu vi đến hợp linh cảnh sơ kỳ chân khí có chút không đủ nhưng bằng lý giải cùng lĩnh ngộ đối với đao pháp vẫn có thể hoàn chỉnh thi triển ra đao khí tuôn ra lập tức đụng tới đao pháp điệp ra của thanh niên ầm ầm một tiếng nổ vang hai đao đụng vào nhau bạch diện chỉ cảm thấy hơi đỏ mặt uy lực của nộ đao trảm giang bị tiêu diệt ngay sau đó đao khí điệp ra tiếp tục côn đến, tựa hồ muốn xoắn nát kinh mạch của hắn. Không tốt, hắn sầm mặt lại, nghĩ tới khả năng ngăn cản không nổi, nhưng không nghĩ tới đao khí của đối phương trồng chất lên sẽ đáng sợ như thế, phá tan công kích của hắn, không bị ảnh hưởng chút nào, tiếp tục vò tới trước. Lại không để ý tới cái khác, gào thét một tiếng, tu vi bị ngăn chặn mãnh liệt tăng lên. Hợp linh cảnh trung kỳ, hợp linh cảnh hậu kỳ, hợp linh cảnh đỉnh phong. Kiều Thiên Cảnh sơ kỳ tu vi tăng lên dòng giá một đại cấp, đạt tới Kiều Thiên Cảnh sơ kỳ. Lúc này mới chặn được đao khí nhập thể, miễn trừ ách nạn. Bành lực lượng hắn tăng lên, thanh niên đối diện gặp phải phản phệ, kìm lòng không được lui về phía sau mấy bước, phun ra một ngụm máu tươi. Mặc dù bị thương, nhưng hai mắt phóng ra vẻ hưng phấn. Ngươi thua đối phương không giải phóng thực lực, mới vừa rồi khẳng định sẽ bị đánh chết tại chỗ, cũng cho thấy vừa rồi giao đấu, hắn thua. Nghe nói như thế, bạch diện mặt như giấy trắng, con người tàn dã. Chương 1422, so thảm hai. Ta, ta thua. Không thừa nhận cũng không được, trước mặt nhiều người như vậy, bị đánh ngay cả đánh trả cũng làm không được, thua không thể lại thua. Thời điểm tên này vừa lên, bị mình một đao vỗ xuống, nhưng lần thứ hai đi lên, liền đánh bại bản thân. Coi như tự mình trải qua cũng cảm thấy không thể tin được trương huyền kia chỉ dạy một chiêu liền đánh bại mình đến cùng làm sao làm được không chỉ hắn không thể tin được tất cả tân sinh dưới đài cũng cảm thấy trong mắt sắp rơi xuống thực lực của tân sinh kia bọn họ rõ như ban ngày trương sư truyền thụ một chiêu đao pháp liền đánh bại thiên tài của võ khí học viện quá khoa trương a hội trưởng đây là muốn nghịch thiên hội trưởng ta thành công ta đánh bại học viên năm thứ tư Nhận được đối phương chính miệng thừa nhận, thanh niên hưng phấn đến trực tiếp nhảy xuống đài, đi tới trước mặt Trương Huyền, siết chặt nắm đấm. Thân là người sử dụng đao pháp, biết hội trưởng truyền thụ chiêu này đến cùng có bao nhiêu lợi hại, chỉ cần tu luyện lâu dài, lý giải đối với đao pháp, tuyệt đối sẽ càng ngày càng mạnh, thành nhất đại tông sư. Do đó, kích động có thể tưởng tượng được. 3. Tiếng nói kích động còn chưa nói xong, chỉ thấy Trương Sư ở trước mắt một tay đập qua, đánh lên đầu hắn, như sư trưởng giáo huấn một học sinh bất tranh khí sắc mặt tái xanh hội trưởng thanh niên xứng sở tại nguyên chỗ mặt mũi ngớ ra hắn đánh bại đối phương tại sao hội trưởng lại tức giận như vậy còn không biết xấu hổ cao hứng đánh ra cái gì đó gọi là đao pháp sao thời điểm chiêu thứ nhất chỉ cần dùng hết lực lượng đối phương căn bản trốn không thoát rõ ràng một chiêu liền có thể thắng lại phải dùng ba chiêu mất mặt hay không càng nói càng tức, trương huyền hận không thể đánh tên này một trận, thật là quá ngu ngốc. bản thân tự mình giảng dạy thiên đạo đao pháp, thậm chí còn truyền thụ một đạo đao ý, thế mà tên này còn dùng ba chiêu mới đánh bại đối thủ, quả thực chính là vũ nhục. một chiêu liền có thể thắng, con mắt đảo một vòng, bạch diện suýt chút nữa hộc máu. ta là học viên năm thứ tư, thiên tài võ khí học viện, người truyền thụ đao pháp, ba chiêu đánh bại ta liền rất nghịch thiên còn ngại dùng chiêu số nhiều. Vâng, bị hội trưởng trách mắng, thanh niên không dám phản bác, đành phải cúi đầu xuống. Hội trưởng nói không sai, vừa rồi một khi dùng chiêu thứ nhất đến tận cùng, Bạch Diện khẳng định sẽ làm trận nhận thua, mà không phải đến cuối cùng liều chết dẫy dụa, còn chấn thương bản thân. Được rồi, cũng không trách ngươi, có điều lần sau chú ý, thời điểm đối địch, ngàn vạn lần không thể nương tay. Thấy tên này biết sai, Trương Huyền mới hết giận, khoát tay áo, lần nữa nhìn về phía đài cao. Lần này các người phải ai? Ta đến thỉnh giáo cao chiêu của trương sư. Viên cương đi ra. Bạch diện bị đánh bại ở trước mặt, liền xem như hắn, hắn cũng khiếp sợ không thôi, không dám tiếp tục coi thường thanh niên này. Ân, trương huyền gật gật đầu. Vừa rồi ai bại trong tay hắn? Ta, hội trưởng, ta cũng thua. Người bại đầu thảm bằng ta, ta tới đi. Người thảm cái rắm, ngươi chỉ là từ trên đài ngã xuống ta còn bị hắn tát một cái ta thảm nhất cho nên ta muốn khiêu chiến ta còn hộp máu a ta tới nghe được trương huyền hỏi dưới đài xôn xao mọi người trước đó bị thương tất cả đều lòng đầy căm phẫn lao đến cả đám kích động gầm rú mọi người đều là danh sư vừa rồi thanh niên kia bị bạch diện đánh một chiêu cũng không tiếp nổi trương sư chỉ điểm lập tức nghịch chuyển, đánh bại đối phương nếu như bọn họ có thể học được loại bản lĩnh này thực lực khẳng định cũng có thể tiến nhanh. Cơ hội tốt như vậy, kẻ ngu mới sẽ buông tha. Còn có loại chuyện này. Viên cương, ưng cần trên đài khóe miệng co giật. Mẹ nó, gặp qua đối mặt đệ tử cấp cao, dọa đến lui về phía sau, còn chưa thấy qua cướp muốn lên. Lại nói, người đoạt liền đoạt, làm gì so thảm. Càng thảm, nói rõ thực lực càng yếu, vừa rồi thời điểm giao thủ càng bị động, đều bị đánh thành như vậy, còn muốn đoạt đi lên, các ngươi có để chúng ta vào mắt hay không? Quá phách lối. Viên cương, một lát nữa trực tiếp động thủ, ngàn vạn không thể lưu tình. Chúng ta lại thua, liền không mặt mũi trở về. Thấy phía dưới càng ẩm ý càng hung ác, tất cả mọi người buồn bực, vừa rồi vì sao không đứng tại chỗ để viên cương đánh mấy lần, cũng có thể thảm hại hơn một chút. Ưng ừ cần nhìn không nổi nữa, nhịn không được truyền âm tới. Trận đầu thảm bại, cho hắn biết trương sư này đáng sợ trận thứ hai không thể thua nữa lại thua liền không có mặt trở về thành lính canh cửa cho huyền huyền hội yên tâm đi ta sẽ dùng hết toàn lực viên cương gật đầu lúc hai người nói chuyện chỉ thấy trương huyền ở dưới đài đã chọn xong đối thủ là một da hỏa mặt mũi bầm dập miệng mũi có chút méo thậm chí còn không ngừng hộp máu cái tên này ta biết lúc nãy không có đánh nặng như vậy a à. chẳng lẽ vì so thảm hại hơn những người khác tự đánh bản thân một trận. Thấy rõ ràng dung mạo người này, con mắt viên cương xoay loạn, suýt chút nữa ngã sắp xuống. chương 1423, khiêu chiến trương sư 1. Làm danh sư ngũ tinh thượng phẩm, có năng lực đã gặp qua là không quên được, trước đó thời điểm chiến đấu với tên này, chỉ dùng thanh phong thủ, quảng đối phương xuống đài cao, không hề thi triển sát chiêu. Lúc này lại mồm méo mắt lác, miệng hộc máu, cái này con mẹ nó là bị thương nặng cỡ nào a à? thật nặng như vậy, đâu thể nào tiếp tục đợi ở chỗ này, chỉ sợ sớm đã đi tìm người trị liệu. Nhất định là vì học nghệ với Trương sư, cố ý đánh bản thân thành như vậy. Nếu không, căn bản không giải thích được. Trong lòng buồn bực, chỉ thấy phía dưới Trương Huyền chọn xong người, bắt đầu truyền thụ võ kỹ. Hắn thấy, trận trước Bạch Diện bởi vì chủ quan, bị tân sinh kia thừa dịp, lần này mở to hai mắt nhìn, sợ bỏ qua bất kỳ một chi tiết nào mà đối phương truyền thụ lần này trương sư truyền thụ cho là một bộ quyền pháp giống như đao pháp đốn củi đi thẳng về thẳng hoàn toàn nhìn không ra kỹ xảo nhìn một hồi không hiểu ra sao loại quyền pháp này hắn ba tuổi liền biết đánh thật có thể thắng được mình sao mặc kệ vị trương sư này cực kỳ quỷ dị vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng chờ tân sinh này lên đài ta liền ra tay trước thực sự không nghĩ ra tinh diệu đến cùng ở đâu hắn nhịn không được tính toán đối phương chỉ có một chiêu đấm thẳng đã như vậy cũng không cần khách khí vừa bắt đầu liền động thủ nhờ vào lý giải cùng hiểu biết của hắn đối với võ kỹ cùng khống chế tu vi đối phó một người mới vấn đề không lớn càng nghĩ càng có đạo lý mới vừa suy tư được phương thức chiến đấu chỉ thấy tân sinh sưng mặt sưng mũi kia đi tới học trưởng tân sinh khom người muốn tỉ thí vậy thì bắt đầu đi viên cương hí dài toàn thân khanh khách rung động thân ảnh thoạt nhìn gầy yếu lúc này liên tiếp cất cao, trong nháy mắt trở nên cao to, cánh tay, hai chân đều giống như trở nên dài hơn. Võ kỹ linh cấp thượng phẩm, viên hình thông tí công. Vì tu luyện bộ võ kỹ này, hắn mười mấy năm nóng lạnh không ngừng, lực lượng đã sớm dung nhập cốt tủy, mọi cử động tự mang chuẩn ngực. Tiếp chiêu, đạp mạnh mặt đất, căn bản không cho đối phương cơ hội phản ứng, viên cương vọt ra. Tốc độ nhanh chóng, như diều hâu vút không, lại như lưu quang huyễn ảnh, thời gian nháy mắt, liền đến gần đối thủ, năm ngón tay như câu, thẳng tắp đánh xuống. Viên hình thông tí công coi trọng nhanh, thủ đoạn công kích lạc bổ, bắt, cào. Là một vị tiền bối học viện quan sát phương thức chiến đấu của viên hầu, sáng lập ra chiêu số. Dưới một bổ, sóng khí quay cuồng, đầu ngón tay xuất hiện đao mang, như một cây trủy thủ sắc bén. Không sai, nhìn thấy hắn vừa lên liền công kích, không lưu chút hậu chiêu, ưng cần thở phào nhẹ nhõm, nhịn không được nhẹ gật đầu. Đã thua một ván, cũng không muốn ván thứ hai cũng thua, như vậy thật sự sẽ không có cách nào xoay người. May mắn, viên cương không phải hạng người cổ hủ, cũng không băn khoăn mặt mũi cố ý lưu tình, mà vừa lên liền thi triển ra tuyệt chiêu mạnh nhất. Chiêu này lực lượng to lớn, khí thức hùng hậu, nếu như ta đối kháng, cần lui nửa bước, đợi hắn hết lực, lại tính toán sau. Trong lòng hắn tính toán, mặc dù là sư huynh đệ cùng một học hội, cũng thường xuyên luận bàn, biết chiêu này đáng sợ, một khi để hắn cận thân, cơ bản sẽ rất khó tránh né. Suy tư làm sao hóa giải, lập tức nhìn lại trên đài, muốn nhìn một chút tân sinh kia phản kích như thế nào, chỉ thấy hắn nhìn viên cương công kích, trốn cũng không tránh, một quyền đánh tới. Cái này, ưng cần nháy con mắt, còn có loại tỉ thí này, không tránh né, cứ thế đón chảo một kia của viên cương, khẳng định sẽ lập tức bị thương, như vậy coi như đánh chúng đối phương cũng vô dụng a hát phần phật trong lòng còn chưa hết nghi ngờ chỉ thấy nắm đấm của tân sinh đột nhiên tăng tốc đi tới tốc độ nhanh hơn vừa rồi gấp bội xem ra bàn tay của viên cương vừa rơi vào trên người đối phương nắm đấm của đối phương cũng sẽ rơi ở trên người hắn nói cách khác là đấu pháp lưỡng bại câu thương không có bất kỳ kỹ xảo gì có thể nói bành quyền thịt sao kích quả nhiên giống như hắn nghĩ người đánh ta một quyền ta đánh người một trường. Lộc cộc lộc cộc lộc cộc, lộc cộc lộc cộc lộc cộc. Viên cương bị một quyền đánh lui bảy tám bước, tân sinh cũng bị hắn đánh trúng ngực, xuất hiện vết máu. Được, dù bị thương, nhưng tân sinh không những không sợ hãi, ngược lại càng ngày càng hưng phấn, đi đầu sông về phía trước, mặc kệ chiêu số của đối phương tinh diệu như thế nào, mặc kệ mình có khả năng bị thương bao nhiêu lần, cứ đánh ra một quyền. Bành, lại một chiêu đồng quy vô tận, tuy hắn bị thương, nhưng viên cương cũng không chịu nổi, liên tục hai quyền, vẻ mặt trắng bệch, yết hầu ngòn ngọt, ngọt, phun ra một ngụm máu tươi. Ta hiểu được, ưng cần siết chặt nắm đấm, con người co vào. Quả nhiên là biện pháp tốt, trương sư kia thật là lợi hại. Đến bây giờ, hắn rốt cuộc minh bạch, tân sinh này đến cùng là cái đấu pháp gì? Võ ký cận thân, không phải một sớm một chiều học học một chiêu liền có thể đuổi theo, cần không biết khổ tu cùng tôi luyện bao nhiêu năm, Vị trương sư này khẳng định cũng biết điểm ấy, cho nên liền truyền cho tân sinh kia một chiêu quyền pháp lực công kích cực mạnh. Đã tu luyện thế nào cũng đuổi không kịp, vậy dứt khoát không đuổi, liền cùng ngươi cứng đối cứng, liều mạng bị thương, cũng không để ngươi dễ chịu. Ngươi công kích ta một cái, ta nhất định phải công kích ngươi một cái, chỉ cần lực lượng quyền pháp đầy đủ, tốc độ đầy đủ, cuối cùng ngã xuống, khẳng định là ngươi. Thật độc ác, xem ra trương sư cũng không phải tuyển loạn tên này vì nhận được danh ngạch, ngay cả mình cũng đánh, mức độ tàn nhẫn có thể tưởng tượng được. Sắc mặt ưng cần tái xanh. Vừa rồi trương sư tuyển người, hắn còn kỳ quái, vì sao phải chọn một kẻ đả thương cả mình, hắn cũng nhìn ra không được bình thường, lấy nhãn lực của đối phương làm sao có thể nhìn không ra. Trương 1424, khiêu chiến trương sư 2. Xem ra là cố ý. Một người, ngay cả mình cũng đánh, mức độ tàn nhẫn không cần nghĩ, loại người này, làm sao có thể ở thời khắc mấu chốt lùi bước. Thích hợp loại cứng đối cứng, phương thức chiến đấu không muốn mạng này nhất. Xem ra viên cương sẽ thua. Hắn lắc đầu. Mọi người cùng cấp bậc, tên này không muốn sống, lực công kích lại mạnh như thế, viên cương bị thua là vấn đề thời gian. Cũng không phải sức chiến đấu của viên cương không được, lý giải võ kỹ yếu, mà là. Hắn tu luyện thông tí viên công pháp, mang theo linh xảo của linh thú loài vượn, có bản năng xua cắt tị hung, một khi gặp phải nguy hiểm sẽ trực tiếp trốn tránh mà không phải mạnh mẽ chống đỡ trốn tránh một lần có thể trốn tránh nhiều thế yếu chỉ biết càng nhiều ở dưới quyền phong nặng như thế xem như viên cương lại có thể kiên trì mấy lần bành 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 quả nhiên giống như hắn nghĩ năm quyền qua đi viên cương không chịu nổi mặt hoàn toàn thay đổi thân thể nhoáng một cái không thể kiên trì được nữa ngã trên mặt đất thua trong tay một người mới cũng không tệ lắm nhìn thấy người mới này biểu hiện, Trương Huyền hài lòng nhẹ gật đầu. Thiên đạo quyền pháp chủ trương công phạt, uy lực vô tận, mặc dù bản thân truyền thụ cho bản rút gọn, lực lượng cũng cực kỳ đáng sợ, viên cương có thể tiếp nhận năm quyền mới nằm xuống, đã rất lợi hại. Hội trưởng, ta thắng. Tràn đầy hưng phấn đi xuống đài cao, tân sinh nhìn về phía vị hội trưởng này, tràn đầy bội phục. Trước đó hắn ở trong tay viên cương, ngay cả một chiêu cũng tiếp không được, bây giờ lại đánh bại đối phương, vị hội trưởng này bất kể nhãn lực hay lĩnh ngộ chiến đấu, đều đạt đến tình trạng không thể tưởng tượng. Ân, không tệ, uống hồ lô rượu này đi. Trương Huyền khẽ đảo cổ tay, đưa qua một cái hồ lô. Vâng, tiếp nhận hồ lô, tân sinh uống sạch rượu ngon, ngay sau đó cảm thấy toàn thân xốp giòn, trước đó trọng thương, đã hoàn hảo như lúc ban đầu. Đây là thánh dược chữa thương. Con mắt trợn tròn, tân sinh run rẩy. Vì hắn tổn thương, hội trưởng lại lấy ra thánh dược cho hắn dùng, ân tình bao lớn, không thể đo lường. Hội trưởng, về sau ta sinh là hội viên của ngươi, chết là hội viên của ngươi. Sẽ không bao giờ thay đổi. Thủ đoạn của trương sư quả nhiên kinh người. Thấy tân sinh bị đòn thời gian nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu, mà viên cương bên hắn, nằm trên mặt đất, tựa như sắp cúp máy, vẫn không ngừng giật giật, ưng cần lắc đầu, tràn đầy bội phục nhìn qua. Bất kể chỉ điểm, nắm chắc chiến đấu, hay khống chế thuộc hạ, tên này đều đạt đến tình trạng để cho người ta không thể không bội phục. Vốn liên tục thua hai ván, chúng ta đã thua, nhưng không thấy trương sư ra tay, thực sự khó mà tâm phục, cho nên tại hạ hy vọng có thể cùng trương sư chiến một trận, không biết có thể không. Ưng ừ cần hít sâu một hơi, lông mi như điện, trường thương trong tay lắc một cái, một cỗ khí thế ngạo nghễ sinh ra. Dựa theo tình huống bình thường, ba cục hai thắng, bọn họ đã thua, nhưng đến bây giờ cũng không có ép trương huyền ra tay để hắn không cam lòng muốn khiêu chiến một chút nhìn xem thanh niên có thể tùy tiện chỉ điểm người khác đến cùng thực lực cao bao nhiêu thua cũng sẽ nhận không oán không hối so với ta trương huyền nhẹ gật đầu cũng được thực lực của người này hẳn là mạnh nhất trong ba người chiến đấu với hắn cũng đúng lúc rèn luyện những ngày này tiến bộ thân thể nhoáng một cái nhảy lên đài cao chỉ điểm người khác chiến đấu mặc dù cũng có thể hiển lộ rõ ràng thực lực, nhưng chân chính biểu hiện ra lĩnh ngộ cùng kỹ xảo chiến đấu mới có thể để cho càng nhiều người thuyết phục. Thực lực của Trương Sư là kiều thiên cảnh đỉnh phong, ta cũng áp chế tu vi tương đồng. Thấy hắn đáp ứng, ưng cần nhẹ gật đầu, toàn thân oanh minh, thực lực đạp hư cảnh đỉnh phong, cứ thế mà thấp xuống hai cấp. Hạ thấp cấp bậc, thấy cử động của hắn, Trương Huyền đồng tình nhìn qua. Làm như vậy, người sẽ chết. Hắn vu hồn, thân thể, chân khí ba cái đồng tu, lại thêm minh lý chi nhãn, thiên đạo thư viện, đừng nói cùng cấp, coi như kẻ trước mắt này, phóng thích toàn bộ thực lực đạp hư cảnh đỉnh phong, đoán chừng cũng không đủ đánh. Thế mà còn dám áp chế tu vi, lá gan thật lớn. Trương sư yên tâm, coi như người lý giải võ kỹ rất cao, ta cũng không yếu, nhất là thương pháp. Cùng cấp bậc, vô địch, ưng cần nhớ mày, chiến ý như nước thủy triều. Thủ đoạn của trương sư, hắn nhìn qua, quả thực rất mạnh, nhưng hắn cũng có tự tin. Đây là luyện thương nhiều năm, mà luyện ra dạ ý chí. Chỉ cần cho hắn sử dụng trường thương, đối thủ mạnh hơn cũng có thể chiến một trận. Được rồi, thấy tên này tự tin như vậy, Trương Huyền không khuyên nhiều, chỉ nhẹ gật đầu. Vậy Trương Sư, thương của ngươi đâu? Thấy hắn tay không tất sắt, đến bây giờ cũng không có lấy ra binh khí, ưng cần nhịn không được nói. Thương, người giảm thấp tu vi, nếu như ta lại dùng thương, là khi dễ người, như vậy đi. Trương Huyền quay đầu nhìn Nhược Hoan công tử. Nhược Hoan, ta nhớ trên ghế bên kia, có chổi lông gà phủi cho bụi, người cầm tới một cây giúp ta. Trương 1425, Trương Sư, người quá ngắn, một. Chổi lông gà, ưng cần nhoáng một cái. Trường thương trong tay của ta, là vũ khí linh cấp thượng phẩm, do Đông Hải Huyền Ngọc Tinh luyện thành, chiều dài 2m3, nhất là mũi thương, lấy phỉ thúy hàn tinh luyện chế, mang theo hiệu quả thôi miên, mê muội, thiết kim đoạn ngọc, vô cùng sắc bén. Thần binh lợi khí như thế, người lại muốn dùng trổi lông gà chiến đấu với ta. Thứ này chính là gậy trúc bình thường làm thành, nhẹ nhàng đụng một cái, liền sẽ cắt thành hai đoạn, đánh như thế nào. Không riêng gì hắn, ngay cả nhược hoan công tử ở một bên cũng ngây người. Dùng trổi lông gà, đối kháng vũ khí linh cấp thượng phẩm. Trương Sư, Ngươi dùng loại phương thức này nhục nhã đối phương, thực sự có chút quá mức a hát. Nhưng vì sao ta cao hứng như vậy chứ? Vâng, ta đi ngay. Nhược Hoan công tử hưng phấn, bàn chân vung ra, lập tức chạy tới. Ngươi, thấy bộ dạng tên này đắc ý, ưng cần tức giận đến khuôn mặt xanh xám, cảm thấy phổi sắp giận nổ. Trương sư, ta chân tâm thật ý khiêu chiến ngươi, đã đáp ứng, hy vọng có thể nghiêm túc đối đãi, cố ý nhục nhã không phải loại thiên tài như ngươi nên làm nhục nhã trương huyền lắc đầu thật không phải nhục nhã ngươi lại nói ngươi cũng không có tư cách để cho ta nhục nhã sở dĩ không cần thương là bởi vì tu luyện thương pháp quá mức cương mãnh sợ lát nữa khống chế không nổi đâm chết ngươi vậy thì phiền toái trổi lông gà mặc dù yếu chút nhưng dễ dàng khống chế sẽ không làm người ta bị thương thật không có ý tứ nhục nhã đối phương thật muốn nhục nhã cái gì đều không cần, đồng dạng có thể đánh bại. Dùng trổi lông gà, đã coi như nể tình. Ngươi, ưng cần giận quá mà cười, hít mắt lại. Tốt, tốt, vậy ta liền nhìn xem, ngươi làm sao đâm chết ta. Một tân sinh, tỷ thí với cao thủ năm thứ tư, chẳng những không cảm thấy sợ hãi, còn luôn miệng muốn đâm chết hắn. Để trong lòng ngực hắn tức giận ngập trời, rốt cuộc áp chế không nổi. Trong quá trình trò chuyện, nhược hoan công tử đã lấy trổi lông gà qua, chừng hơn 10 cây, cùng một chỗ ném lên đài cao, chất thành một đống để Trương Huyền lựa chọn. Tiện tay cầm một cây, xoay người nhìn về phía ưng cần cách đó không xa, Trương Huyền xa xa chỉ điểm. Được rồi, bắt đầu đi. Tự tìm cái chết. Thấy tên này thật dùng trổi lông gà chiến đấu với mình, ưng cần gầm lên giận dữ, trường thương trong tay như cự long, đâm nhanh mà tới. Tiếng gió rít gào, kinh khí như hổ, có loại cảm giác xé rách người. Trường thương linh cấp thượng phẩm, như một thành lũy không thể phá vỡ, ở dưới chân khí gia trì, tản mát ra âm thanh phá không chói tai, để cho người ta khó mà chống lại. Thật mạnh. Dưới đài, con người của đám người La Tuyền, nhược hoan công tử co rụt lại. Mặc dù gia hỏa trước mắt áp chế tu vi đến kiều thiên cảnh đỉnh phong, nhưng lực lượng hùng hậu, căn bản không phải bọn họ có thể chống lại. Không nói cái khác, chỉ một chiêu này, nói vô địch kiều thiên cảnh có thể có chút khoa trương nhưng lẫn nhau cùng cấp bậc, học viện 99% danh sư trở lên, đều ngăn cản không nổi. Thậm chí, cường giả quy nhất cảnh sơ kỳ, cũng phải tạm tránh mũi nhọn, không dám chính diện giao kích. Công kích sắc bén như thế, trương sư làm sao chống lại. Mọi người đồng loạt nhìn về phía trương huyền, chỉ thấy hắn đối mặt lực lượng cường đại như thế, trên mặt không có chút biến hóa, mà mỉm cười, duỗi ra ngón trỏ trái, ngón giữa trái. Tạch tạch, trường thương uy lực cực kỳ cường đại, bị hai ngón tay nhẹ nhàng nắm ở đầu ngón tay. Mới vừa rồi thương mang còn giống như cự long, bây giờ như chui vào vũng bùn, bất luận dẫy ruộng như thế nào, cũng không động đậy được. Ba 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 ba, tay cầm trường thương, trương huyền dơ trổi lông gà lên, nhắm ưng cần cách đó không xa quất loạn. Thời gian nháy mắt, trên mặt người sau liền xuất hiện từng dấu vết đỏ tươi. Ta sát, còn có loại kỹ thuật này làm sao cảm giác giống như người lớn đánh trẻ con vậy đúng vậy cái này chiến đấu cũng quá đơn giản đi mọi người dưới đài đều sửng sốt mới vừa rồi nhìn thấy thương pháp của ưng cần tất cả mọi người giật nảy mình cảm thấy khó mà chống chọi ai ngờ còn chưa tới gần liền bị trương sư dùng hai ngón tay giam cầm rút không rút được đâm thì đâm không tới giống như bị nhốt lại coi như dùng chổi lông gà cũng có thể vì tiện quất vốn cho rằng sẽ long tranh hổ đấu, ai ngờ, hoàn toàn là miểu sát a hát. A -hát. ưng cần cũng không nghĩ tới ánh mắt của đối phương tốt như vậy, lực lượng lớn như thế, trường thương vô cùng sắc bén, trực tiếp bị cầm, càng nghĩ càng lo lắng, gào thét một tiếng. Buông tay, đồng thời, chân khí trong cơ thể sôi trào, dùng hết toàn lực, dùng sức kéo về phía sau. Không kéo trường thương về, hắn sẽ một mực bị động. Người muốn, cho, thấy lực lượng lôi kéo của hắn càng ngày càng mạnh, Trương Huyền cười một tiếng, ngón tay buông ra. Lộc cộc lộc cộc lộc cộc lộc cộc. Lực lượng đột nhiên biến mất, ưng cần dùng sức quá mạnh, kìm lòng không được lui về phía sau mấy bước, bởi vì khống chế không nổi lực lượng, trên mặt đất dẫm ra dấu chân liên tiếp. Quá tốt rồi, nằm xuống cho ta. Mặc dù chật vật, nhưng thu hồi được trường thương, lòng tin của ưng cần lần nữa tăng nhiều, cánh tay lắc một cái, trường thương phát ra thanh âm gào thét, thẳng tắp quất tới thanh niên đối diện. Mới vừa rồi là đâm, bị đối phương bắt lấy, lần này đổi thành đánh, hẳn không có vấn đề a. À. Đang nghĩ ngợi làm sao đánh lật đối phương, đã cảm thấy thân ảnh của đối phương nhoáng một cái, sau một khắc, hai ngón tay không biết từ đâu mà ra, dễ như trở bàn tay liền nắm thân thương lại. Chuyện gì xảy ra? Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 1425